Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 28 của bộ truyện Lưỡng Thủ Quái Nhân của tác giả Trần Thanh Vân. Chương 55, bài sử lão nhân khiển trách Trương Vân đạt hàn thiến thiến thương khóc kim nhỡn ưng. Bài sử lão nhân khiển trách Trương Vân đạt hàn thiến thiến thương khóc kim nhỡn ưng. Hoa Thương Nguyên bảo hàn thiến thiến về tôn phủ gọi các người tới cứu thiên tứ. Còn mình thì vội vã đuổi theo Trương Vân Đạt đi ra ngoài thành. Ông ta không muốn cho bọn Vân Đạt biết nên không dám theo quá gần và cũng không dám đi giữa phố, chỉ lén lén lút lút đi sát vào lề đường thôi. Ngoài của Nam Thành là cánh đồng rộng mênh mông, Vân Đạt lôi thiên tứ chạy thẳng ra cánh đồng đó, hình như bao nhiêu sự tức giận của ông ra đều nhờ cái chạy đó để phát tiết vậy. Ra tới ngoài cánh đồng, Thương Nguyên sợ các người biết, thành ra cứ đứng yên một chỗ. Lúc ấy bọn Vân Đạt đi đã xa, chỉ còn là một cái chấm đen thôi. Ông ta đang lo âu thì nghe phía sau có tiếng chân người nhộn nhịp, vội quay đầu lại nhìn, mới hay hàn thiến thiến đã dẫn mộng công, lục như cư sĩ và vợ chồng bài sử lão nhân tới nơi. Thương Nguyên bỗng thấy con chim ưng đầu trên vai của hàn thiến thiến, vội bảo với thiến thiến rằng, hàn cô nương mau bảo con chim theo dõi ba người đằng trước đi, nơi đây là cánh đồng bằng, nếu chúng ta theo quá gần thì thế nào họ cũng biết. Hàn thiến thiến nhìn về phía trước, không trông thấy hình bóng người nào nữa cũng cuống lên, vội bảo chim ưng rằng, ưng nhi, mau theo dõi ba người xấu bụng đang bắt La công tử đi. Con chim ưng nghe nói liền vỗ cánh lên không và bay đi ngay. Thương Nguyên vội bảo với nó rằng, ưng nhi, chỉ nên theo dõi xem chúng đi đâu thôi, chớ đừng xuống tấn công, võ công của ba người ấy cao siêu lắm, mi địch không nổi đâu. Ông ta nói chưa dứt thì con chim đã bay đi thực xa rồi. Lục như cư sĩ liền nói, La thiếu hiệp có tính rất ương ngạnh, không chịu nghe lời khuyên bảo nên chuyến đi này rất nguy hiểm. Bài sử lão nhân nghiến răng mím môi nói, lão già họ Trương không thương con rể chút nào, nếu y đã thương thiên tứ thì họ Âm này quyết tâm không để yên cho y đâu. Thiến thiến nóng lòng sốt ruột xen lời nói, bây giờ không phải là lúc thảo luận, chúng ta phải mau đuổi theo họ mới được, chả lẽ cứ để yên cho họ bắt cóc đại ca đi như thế hay sao? Mộng công ngẫm nghĩ giây lát rồi lên tiếng, không sao, ở thành đô này ba mặt đều là đồng bằng hết, chỉ có phía tây bắc mới có núi thôi. Họ đi về phía này không có chỗ nào để cho họ hạ thủ đâu. Nên tôi dám chắc giữa ban ngày ban mặt, họ không dám giở thủ đoạn gì ác độc ra, mà thế nào cũng phải chờ trời tối sầm đã mới dám ra tay. Thiến thiến không đợi ông ta nói xong đã vội cướp lời. Trương Hầu gia là người điên khùng, ở trong thành phố giữa ban ngày ban mặt mà còn dám ra tay đả thương người, thì ông ta có cớ gì ở cánh đồng ban ngày ban mặt mà không dám ra tay hạ thủ đâu. Nhất thời lo âu tới sự an nguy của thiên tứ, thiến thiến quên mất mộng công là người bề trên, nên nàng mới cướp lời nói một cách vô lễ như thế. Nhưng cũng may mộng công là người rất hiểu đời, biết tâm sự của thiến thiến lúc này như thế nào, cho nên ông ta không chấp trách gì hết, trái lại còn tủm tỉm cười và nói tiếp. Hàn cô nương nói cũng có lý, nếu vậy chúng ta phải theo dõi họ ngay, dù họ phát hiện cũng bất chấp. Thế là cả bọn sáu người vội vã đuổi theo bọn Trương Vân Đạt luôn. Hàn thiến thiến chỉ muốn một bước là đuổi kịp ngay, nên nàng giờ hết tốc lực khinh công ra đi như một luồng gió, không còn sợ những người dân quê trông thấy kinh hoàng đến mất hồn vía nữa. Nàng đuổi theo một hơi mấy dặm, không những không thấy bọn Vân Đạt mấy người, mà cả hình bóng của con chim ưng cũng không thấy đâu nốt. Nàng vội dùng chân lại, hoảng hốt hỏi, không thấy họ đâu cả thì biết làm thế nào đây? Mộng công đáp, họ đi cũng nhanh lắm, hay là họ đi qua phía khác? Lục như cư sĩ liền đề nghị, hay là hàn cô nương thử rú gọi chim ưng xem, chưa biết chừng chúng ta bị lạc lối cũng nên. Thiến thiến liền ngừng đầu lên rú kêu, quả nhiên bên phía tây có tiếng chim kêu rất thảm khốc vọng tới. Mộng công dầm chân một cái và nói, lão phu đoán không sai, chúng thấy đông nam hai mặt đều là đồng bằng, nên mới quay sang phía tây để vào khu núi. Âm bà hầm hực mắng chửi, chắc lại là gian kế của tên Triệu Canh Thạch đây, ngay hôm nay lão bà này phải đấu với y một trận.
Nói xong bà ta phất tay áo một cái, quay người chạy thẳng về phía tây luôn. Các người mới đi được mấy chục trượng thì thấy đã có một chấm đen ở trên không đang nghiêng đông ngả tây bay tà tà tới. Thiến Thiến thấy thế cả kinh la lớn. Nguy tai, chim ưng đã bị thương rồi. Quả nhiên con chim ưng vừa kêu la rất thảm khốc, vừa gượng bay trở về, hiển nhiên là nó đã bị thương khá nặng rồi. Thiến Thiến giơ cánh tay lên để cho con chim ưng đậu và xem xét người nó, thấy nó dùng rất nhiều lông, cánh bên trái dính một mũi ám khí. Đó là một mũi đinh rất nhỏ tên là Yến Vĩ Trâm. Hàn Thiến Thiến vội rút mũi đinh ấy ra và dịt thuốc cho con chim. Xem kỹ lại mũi kim đó, quả nhiên đằng đuôi có khắc bốn chữ Hải Tâm Sơn Triều rất nhỏ. Bài Sử lão nhân thấy thế liền mắng chửi. Tên Triều Canh Thạch ngông cuồng vô sỉ thật, việc này liên can gì đến y mà y can thiệp vào như vậy. Thương Nguyên cũng lên tiếng. Việc đã cấp bách như vậy, theo ý Hoa Mỗ thì chúng ta nên quang minh chính đại mà đuổi theo mới được. Tiện thể diệt trừ tên Canh Thạch đi, rồi hỏi Vân Đạt xem ông ta muốn gì. Lục Như cư sĩ cũng tán thành. Phải, chúng ta nên làm như thế. Sáu người quyết định xong không cần phải giấu giếm nữa, ai nấy vội rảo bước đuổi theo ngay. Đi chừng được mười mấy dặm, đã thấy hình bóng của ba người đang đứng ở chân một ngọn đồi. Bài Sử lão nhân bỗng giống lên một tiếng như điên khùng, rồi phi thân nhanh như gió chạy tới ngọn đồi ấy. Dưới chân ngọn đồi, Canh Thạch đang điểm huyệt thiên tứ và đang định dở luyện hồn đại pháp rất ác độc của y ra thì bỗng nghe thấy tiếng giống thực lớn, cả ba đều kinh hãi và cùng ngẩng đầu lên nhìn mới hay có một đám đông đang phi thân tới. Tứ Hải Thượng Nhân đã nhận ra Thương Nguyên với Lục Như cư sĩ trước liền ngạc nhiên nói. Ủa, hai người kia chả là Hoa Bảo chủ của Hoa Gia Bảo với Lục Như cư sĩ Lưu Đại Khánh là gì? Canh Thạch cười khẩy đỡ lời. Hoa Bảo chủ tới nơi như vậy, chắc thế nào cũng đến tranh giành con rể quý báu với Trương Huynh. Vân Đạt dần giữ trợn mắt lên quát hỏi. Ai, ai đã tới? Canh Thạch đáp. Người cha vợ thứ hai của con rể Hầu Gia đấy. Chả lẽ Hầu Gia đã quên rồi hay sao? Con gái của Hoa Bảo chủ chính là con nhỏ đã bị Huynh đẩy xuống vực thẳm. Tuy bị điểm huyệt thiên tứ đang nằm ở dưới đất, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo bỗng nghe Canh Thạch nói như vậy, đầu óc như bị sét đánh trúng, chảnh liền dầu dĩ nghĩ bụng. Ủa, thế ra câu chuyện ấy là thực, quả thực Thiến Thiến đã chết bởi tay ông ta. Tứ Hải Thượng Nhân bỗng xen lời quát lớn. Triều thí chủ nên giữ chút phúc đức nhé, lúc này không nên nói tới chuyện ấy vội. Vân Đàn nổi giận quát bảo. Sợ cái gì? Chúng giết con gái của ta thì ta giết con gái của y đấy, đã sao nào? Canh Thạch vừa cười vừa nói tiếp. Cư sĩ họ Lưu kia cũng chả phải là người tử tế gì đâu. Y đã nói cho Trương Huynh biết tin lệnh ái chết, nay y lại dẫn tên họ Hoa tới đây làm chi? Theo ý đệ thì y chỉ e thiên hạ không loạn thôi. Thiên tứ vội dùng mình đến thoát một cái rồi nghĩ tiếp. Là thực. Chả lẽ cái tin Trương Thiến Thiến trúng độc chết Lục Như cư sĩ đã nói cho Trương Hầu Gia hay rồi chăng? Hừ, không có lẽ Lục Như cư sĩ có phải là hạng người hay khiêu khích và thọc gậy bánh xe như thế đâu. Có lẽ đây lại là âm mưu của Triều Canh Thạch rồi. Chàng đang nghĩ ngợi thì Bài Sử lão nhân đã tới nơi. Hàn Thiến Thiến thấy vẻ mặt thiên tứ vẫn như thường mới hơi yên tâm, nàng liền rút bảo kiếm ta kêu, xoẹt một tiếng. Canh Thạch đã nhận ra Hàn Thiến Thiến chính là cô bé đã cùng Hoa Thiến Thiến đùa giỡn y ở trong Âm Phong Cốc, nên y tức giận khôn tả, liền khẽ xúi bẩy Vân Đạt rằng. Lão Hầu Gia có trông thấy không? Con nhỏ cầm kiếm kia là thủ hạ của Thiết Diện Biểu Trảo đấy. Nó với con bé họ Hoa là đồng bọn. Nghe thấy y nói như vậy, chả suy xét gì cả, Vân Đạt vội nói. Để lão phu bắt nó cho. Nói xong ông ta đã phi thân tới, giơ tay định chộp vào vai của Hàn Thiến Thiến. Mọi người thấy ông ta làm như vậy rất lấy làm ngạc nhiên, và thấy đối tượng và ông ta ra tay tấn công lại là Hàn Thiến Thiến càng ngạc nhiên thêm. Bài Sử lão nhân phất tay áo một cái đã đứng bên Hàn Thiến Thiến, mồm thì quát bảo. Họ Trương kia, ngươi định làm gì thế?
Đồng thời tay trái ông ta sử dụng thế triệt sang đoàn lưu chặn ngang sông ngăn dòng nước lại, nhằm cổ tay của Vân Đạt nắm chặt luôn. Vân Đạt hơi ngẩn người ra, nhưng khi ông ta thấy rõ là bài sử lão nhân lại càng tức giận thêm liền quát lớn. Ồ, ra là ngươi đấy. Bài sử lão nhân đáp. Phải ta thì sao? Hầu ra đường đường là tôn sư của một môn phái, hành sự không phân biệt thị phi gì hết lại bắt con rể để cho người ngoài hành độc hình. Gặp mặt chưa nói nửa lời đã ra tay tấn công con nhỏ tiểu bối. Ba chữ Trương Vân Đạt của hầu ra có muốn để cho thiên hạ nhắc tới nữa hay là không? Lời lẽ đấy không những không cảnh tỉnh nổi Vân Đạt mà còn làm cho ông ta tức giận thêm, ông ta trầm giọng đáp. Họ Âm kia, lão phu đem con gái trao cho ngươi đem ra khỏi Kim Toàn Viên. Các người giết nó bằng cách nào, có mau xương ra ngay không? Bài sử lão nhân mặt đỏ bừng rồi trả lời. Hầu gia uổng đã sống bấy nhiêu tuổi đời mà không hiểu tí lý lẽ gì cả. Vân Đạt hỏi lại. Ai bảo ta không hiểu tí lý lẽ gì? Bài sử lão nhân đáp. Con gái hầu gia là vợ của thiên tứ. Hồi đó chính hầu gia thấy nhân phẩm và võ công của thiên tứ hơn người, nên hầu gia mới gả con gái cho y, và còn bắt y gửi rể nữa. Câu chuyện đó có đúng không? Mơ mơ hồ hồ Vân Đạt đáp. Đúng. Bài sử lão nhân lại hỏi. Con gái của hầu gia là người có lục âm quỷ mạch rất ốm yếu, nhiều bệnh tật không có cách gì cứu chữa khỏi. Sau vợ của lão đi qua mới nhận con nhỏ làm đồ đệ, truyền thụ lục âm thần công cho nó. Nhờ vậy tiên thiên âm độc mới hóa thành hữu ích. Việc này có thực không? Vân Đạt lại gật đầu đáp. Phải có việc ấy thưa C. Càng nói càng tức giận, bài sử lão nhân lại nói tiếp. Ngươi thân là một hầu gia, học hỏi bao nhiêu sách vở điển tích mà không thông tình đạt lý một tí nào. Ngươi không nghĩ xem, trên đời này làm gì có chuyện chồng giết vợ không? Sư phụ giết đồ đệ cũng không. Mà dù có thực đi chăng nữa, nhưng ngươi có đích mắt trông thấy thiên tứ đã ra tay giết và vợ của lão phu đã hạ độc thủ không? Người không phân biệt thị phi gì cả, không đi kiếm hung thủ đã giết chính con mình mà lại đi bắt con rể, giết bàn hữu, và còn chuyên môn giết những người vô tội nữa. Người ta bảo là tại ngươi đã điên khùng. Nếu quả thực như vậy thì ngươi tự mang cái chết vào thân, và chỉ còn cách chờ chết không xa xôi lắm đâu. Bị bài sử lão nhân mắng chửi cho một hồi, Vân Đạt bỗng giật mình đến thoát một cái, thần trí bỗng tỉnh táo hẳn, ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp. Thế ai đã giết hại con gái của lão phu? Bài sử lão nhân lại quát bảo tiếp. Khi ngươi vừa ra khỏi Kim Toàn Viên còn biết kêu gào thiết diện điều chảo trả con gái cho ta đây. Nhưng từ đó tới giờ, ngươi đã kiếm thấy thiết diện điều chảo chưa? Ngươi không tìm thấy thiết diện điều chảo thì làm sao thấy được con gái cưng? Chả lẽ ngươi già nua quá hồ đồ rồi phải không? Vân Đạt lại dùng mình một cái, cười và nói. Phải đấy, rõ ràng là thiết diện điều chảo đã giết hại con gái của ta, sao ta lại trách cứ thiên tứ được? Mọi người bỗng thấy ông ta tỉnh táo như vậy, ai nấy đều mừng thầm. Bài sử lão nhân thừa cơ nói tiếp. Phải, hầu gia nên mau buông tha cho thiên tứ đi. Hầu gia làm như thế không sợ con rể mình coi rẻ hay sao? Vân Đạt gật đầu quay người lại bảo Canh Thành rằng. Triều huynh buông tha y đi, đệ đã trách lầm y đấy. Canh Thạch lạnh lùng đáp. Hầu gia quả thực là trải mạnh thường lừng danh khắp thiên hạ, mặt hiền lòng thiện vừa mới nghe một người nói vài lời mà đã thay đổi ý kiến ngay. Theo ý đệ thì hầu gia không nên buông tha y, vì còn việc con nhãi họ Hoa đã giải quyết xong đâu. Vân Đạt hơi hãi sợ liếc nhìn Thương Nguyên một cái rồi hỏi tiếp. Việc này có liên quan đến thiên tứ đâu? Canh Thạch đáp. Lão hầu gia đã quên mất con nhãi họ Hoa rồi ư. Con nhãi ấy là vợ mới cưới của thiên tứ, hầu gia đã giết chết nó thì họ Hoa với họ La kia khi nào lại để yên cho hầu gia. Mấy lời đó lại làm cho Vân Đạt do dự ngay. Thiên tứ tức giận Canh Thạch khôn tả, nhưng chỉ tiếc là mình không sao nói ra tiếng được nên chàng đành phải đưa mắt nhìn Thương Nguyên. Ngẫm nghĩ giây lát rồi Thương Nguyên vội tiến tới gần chắp tay chào Vân Đạt và nói. Tiểu nữ của Hoa Mỗ vô phúc vô thọ, đang lúc Trương huynh giận dữ, nó còn tưới dầu lên trên đống lửa.
Hoa mố cũng biết người ta sống chết đều có số cả. Vì vậy, đệ mới không dám nói nhiều, chỉ cần Trương huynh chỉ điểm cho chỗ chôn cất của nó. Nếu nó còn sống thì mong được gặp mặt người, mà nếu nó có chết rồi thì cũng muốn trông được thấy xác của nó. Hoa mố chỉ ước mong có bấy nhiêu thôi là đã hài lòng lắm rồi. Ông ta phải nén sự đau đớn vì mất con, mà cố gắng nói ra được mấy câu như trên, nhưng nước mắt già đã nhỏ xuống hai mắt nước nở khóc, không sao nói lên tiếng được, đủ thấy trong nội tâm của ông ta đau đớn biết bao. Nay vì muốn cứu Thiên Tứ thoát chết mà đành nén lửa giận, nuốt ngược nước mắt vào trong bụng, để khẳng khái trần thuyết với Vân Đạt như vậy. Vân Đạt gượng cười đáp. Phải, chính Lão Phu đã giết chết con nhỏ đó đấy. Nếu Hoa huynh muốn trả thù thì cứ việc ra tay đi. Lão Phu hy vọng việc này không có liên quan gì tới Thiên Tứ hết. Thương Nguyên gượng cười nói tiếp. Trương huynh nói rất phải. Canh Thạch bỗng xen lời nói. Khéo nói lắm, nếu các ngươi không nộp thiên diện biểu trảo ra đây thì đừng hòng có câu chuyện giải quyết một cách dễ dãi như thế được. Bài Sử lão nhân không sao nhìn được giận dữ nói. Họ chiều kia, ngươi cứ dăm ba lần thọc gậy bánh xe khiêu khích cho người ta xung đột. Chẳng hay ngươi làm như thế là có dùng tâm gì. Nếu ngươi không phục thì cứ việc ra đây, âm mố vui lòng lãnh giáo ngươi mấy hiệp. Canh Thạch cười khẩy đáp. Triều mỗ lăn lộn ở trên giang hồ mấy mươi năm nay, chưa hề nghe thấy ai nói đến cái tên họ Âm cả. Hàn Thiến Thiến thét lớn một tiếng xen lời quát mắng. Ngươi dùng ám khí đả thương con chim ưng của bổn cô nương, chính bổn cô nương đây cũng muốn cho ngươi một bài học. Canh Thạch dùng giọng mũi kêu, hừ, xòe cái quạt ra phe phẩy trông rất kiêu ngạo, rồi lạnh lùng trả lời. Con nhãi hôi hám kia đừng có to tiếng như thế. Triều mỗ còn nhớ khi ở Âm Phong Cốc ngươi đã giúp Thiết Diện biểu trảo hành hung như thế nào. Ngày hôm nay ngươi đừng có hòng rời khỏi được nơi đây. Vân Đạt bỗng giận mình đánh thót một cái, dần giữ nhìn Hàn Thiến Thiến hỏi. Có thực mi là đồng đảng của Thiết Diện biểu trảo đấy không? Hàn Thiến Thiến tức giận đến mặt đỏ bừng, múa kiếm xông lại tấn công Canh Thạch, mồm thì mắng chửi. Quân không biết xấu hổ, chính mình ở Âm Phong Cốc đã mắc lỡm Thiết Diện biểu trảo, mà bây giờ lại còn ở đây vu khống cho người như vậy. Canh Thạch có phải là tay tầm thường đâu, trông thấy Thiến Thiến múa kiếm tới gần, y không thèm tránh né gì hết, liền cụp cái quạt lại dùng cán khẽ gõ vào lưới kiếm một cái kêu đến cong một tiếng. Dù sao công lực và hỏa hầu cũng vẫn còn non nớt, Thiến Thiến đã cảm thấy cổ tay đau nhức, suýt tí nữa thì cầm thanh kiếm không vững nữa. Nàng cả kinh vội lui về phía sau ba bước ngay. Bài Sử lão nhân thấy thế thét lớn một tiếng, xông ngay lại dùng ống tay áo trái phất mạnh một cái để bảo vệ Hàn Thiến Thiến, còn Hữu trưởng thì dùng thế phá làng Thôi Châu, phá sóng bổ thuyền, nhằm giữa ngực Canh Thạch tấn công tới. Cười khẩy mấy tiếng, Canh Thạch đưa tay trái về phía sau, dắt ngay cái quạt vào ngang lưng, mà chỉ dùng một bàn tay phải để chống đỡ lại thế công ấy của Bài Sử lão nhân thôi. Hai người đều muốn giết cho được nhau, nên trận đấu mau lẹ vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã đấu được 5-6 hiệp rồi. Bài Sử lão nhân thấy thế kinh hãi thầm, vì ông ta nhận thấy công lực Canh Thạch không những rất tinh thâm, mà pho phiên vân trưởng của y là tuyệt học rất quái dị, khi dở ra người y như một cái bóng ma, bỗng đông bỗng tây khiến người ta không biết y ở đâu cả. Tuy võ công của Bài Sử lão nhân rất cao siêu, mà so sánh với Canh Thạch vẫn còn kém một mức, nhất là trong khi dần giữ ra tay, khí huyết rào rực, công lực tất nhiên phải kém sút. Ông ta lại gặp phải pho trường pháp của Canh Thạch chuyên môn tấn công chớp nhoáng nên đấu được mười mấy hiệp, ông ta lép vế dần. Thương Nguyên thấy thế muốn giúp Bài Sử lão nhân một tay, nhưng lại sợ Vân Đạt hiểu lầm, nên ông ta cau mày lại suy nghĩ giây lát, rồi đưa mắt nhìn Âm bà bà có ý muốn bảo vợ chồng bà ta liên tay đối phó với Canh Thạch. Âm bà bà không muốn hai người địch một, làm mất tiếng của chồng bà đi, chỉ lạnh lùng nói. Ông già này vô dụng thực, có chiếc sáo nho nhỏ mà không biết sử dụng, hà tất phải tay không đấu văn vẻ như thế làm chi? Quả nhiên lời nói ấy của bà ta lập tức cảnh tỉnh Bài Sử lão nhân ngay. Ông ta liền tấn công luôn hai trường thật mạnh, đẩy Canh Thạch lui về phía sau hai bước, rồi rút luôn cây sáo cắm sau lưng ra. Cây sáo của ông ta vừa múa lên, đã có tiếng âm nhạc du dương tỏa ra liền.
Con chim ưng đầu ở trên vai Hàn Thiến Thiến, nghe thấy tiếng nhà quên cả bị thương, liền tung cánh bay lên không trung ngay. Thì ra cây sáo ấy của bài Sử Lão Nhân chính là bách thú lệnh địch của thiên tứ trao cho. Ông ra mỉm cười chắp tay chào Canh Thạch nói. Đấu bằng tay không mãi không lấy làm gì lý thú lắm, chỉ bằng chúng ta lấy khí giới ra mà phân cao thấp hay hơn. Chưa hề thấy bách thú lệnh địch bao giờ, Canh Thành chớp nháy mắt mấy cái, rồi cười khẩy đáp. Đấu với ai chứ đấu với nhà ngươi, ta chẳng cần phải dùng đến vũ khí cho nó vướng vít. Ngươi thực tự cho mình hơi quá cao một chút đấy. Bài Sử Lão Nhân chỉ mỉm cười thôi, rồi múa tít cây sáo nhắm người Canh Thạch điểm tới luôn. Ông ta vừa múa tít cây sáo thì tiếng âm nhạc lại nổi lên ngay, và cây sáo còn kèm theo một luồng kình phong rất mạnh nhắm người đối phương điểm tới, còn nhanh gấp đôi quyền trưởng với đao kiếm nữa. Nghe thấy tiếng âm nhạc của cây sáo đó, Canh Thạch liền cảm thấy trong người bứt rứt không yên, tinh thần hoảng hốt suýt tí nữa thì quên cả ra tay hay tránh né. Chờ tới khi cây sáo tấn công tới trước mặt mới giật mình kinh hãi lui ngay về phía sau. Bài Sử Lão Nhân bỗng trầm tay xuống biến điểm thành gõ, liền với tiếng kêu, veo thực lớn nổi lên. Chỉ nghe thấy tiếng kêu, xoẹt, chỗ áo ở trước ngực của Canh Thạch đã bị rạch thủng một miếng dài 5 tấc. Canh Thạch giật mình kinh hãi vội lui về phía sau 3 bước. Nhất thời hổ thẹn đến đỏ mặt tía tai, y cũng không hiểu vì sao nên nỗi thế. Bài Sử Lão Nhân cười hi hí hỏi. Các hạ là tôn sư của một môn phái, để thân mình hở hang như thế kia không sợ thiên hạ chê cười cho hay sao? Mọi người nghe thấy bài Sử Lão Nhân nói như vậy đều cười ồ lên, cả Vân Đạt lẫn Tứ Hải Thượng Nhân cũng tức cười theo. Hàn Thiến Thiến thì vỗ tay, vừa cười vừa nói. Phải đấy, ngày hôm nay mà đại tôn sư bị tơi bời như thế này, thì sau này còn mặt mũi nào gặp các người ở trên giang hồ nữa? Nói tới đó, nàng lại nghĩ đến câu chuyện mình với Hoa Thiến Thiến đùa giỡn Canh Thạch ở Âm Phong Cốc như thế nào. Lúc ấy, người hổ thẹn và ngượng nghịu là Triệu Canh Thạch. Từ khi ra đời tới giờ, y bá chiếm Hải Tâm Sơn bấy lâu năm, tiếng tăm đã lừng lẫy khắp võ lâm. Bấy lâu nay, mỗi lần ra tay là chỉ có đả thương người thôi chứ chưa bao giờ bị ai đánh bại cả. Vừa rồi tiếng kêu, xoẹt đó. Không riêng gì làm rách áo y mà còn làm tan cả sĩ diện của y, xưa nay vẫn được người trong giới giang hồ tặng cho. Nhưng dù y quỷ kế đa mưu kinh nghiệm phong phú như thế nào, nhất thời cũng không sao biết được cây sáo nho nhỏ ấy phát ra tiếng kêu quái gì ấy là cái gì. Sao lại kỳ lạ đến như thế? Trong lúc tức giận đến cực độ y quên cả lời nói khoác vừa rồi, và cũng quên cả thân phận của mình, mà đưa tay về phía sau rút cái quạt nan sắt ra tức thì. Hàn Thiến Thiến thấy vậy lại hỏi tiếp. Chắc tôn sư thấy trong người oi bức lắm phải không? Không sao, cứ việc nghỉ ngơi giây lát rồi đấu tiếp cũng được, hà tất phải lấy quạt ra quạt như thế làm chi? Canh Thạch nghiến răng mím môi mắng chửi. Con nhãi bẻm mồm bẻm mép kia thế nào rồi cũng có ngày chịu mố cho mi biết tay. Hàn Thiến Thiến cố ý làm mặt xấu thè dài lưỡi ra đáp. Ngày nào thế hở đại tôn sư? Thế nào lúc ấy con bé này cũng mặc thêm vài cái áo, để khỏi bị người ta rạch rách như thế, mà để cho gió thổi vào bị cảm lạnh thì khốn. Tất cả mọi người tại đó ai ai cũng đều bất mãn với Canh Thạch, nên thấy Hàn Thiến Thiến mỉa mai nhiếc móc y như vậy, ai nấy đều không sao nhìn được liền cười ha hả ngay. Canh Thạch tức giận khôn tả, vội hít một hơi thật mạnh để tĩnh tâm bình khí, rồi đưa mắt liếc nhìn mọi người một cái. Thấy ai nấy đều nhìn mình có vẻ nhạo báng, hình như số mệnh của y ngày hôm nay đã tới lúc tha hồ mặc cho người ta tùng xẻo vậy. Còn một điều khiến y căm giận nhất là thấy Trương Vân Đạt cũng cười mình như mọi người vậy. Hình như y nghĩ chẳng phải vì cái chết mơ hồ của cô con gái của Vân Đạt mình đã phải ra tay bắt giữ thiên tứ, mà nay Vân Đạt lại không biết ơn, còn A Dua với kẻ địch cười lại mình như thế. Y liền lẩm bẩm nói. Thực là đồ vong ơn bội nghĩa. Tuy trong lòng rất tức giận mà bề ngoài y làm như ra vẻ thản nhiên, từ từ tiến tới gần bài Sử Lão Nhân. Cầm ngang cây sáo ngọc, bài Sử Lão Nhân cũng chuẩn bị tấn công tiếp. Canh Thạch bỗng nhún vai, cụp cái quạt lại sử dụng thế tiếu chỉ thiên nam cười chỉ trời nam, nhắm yếu huyệt trên vai bài Sử Lão Nhân điểm luôn.
Bài Sử lão nhân vội múa cây sáo chống đỡ, nhưng canh thạch đã vội biến thế, dùng cán quạt gõ vào cây sáo đến cong một tiếng, và mượn sức đó xoay người một vòng, bỏ bài Sử lão nhân mà xông lại cạnh Hàn Thiến Thiến, giơ trưởng ra nhắm ngực cô bé tấn công luôn. Sự biến hóa nhanh như chớp ấy khiến ai cũng không thể ngờ được, vì canh thạch là một tiền bối, mà lại tránh mạnh, hà hiếp yếu ra tay đối phó với Hàn Thiến Thiến như thế. Hàn Thiến Thiến kinh hãi vô cùng, vội múa kiếm chống đỡ và định quay người rút lui. Canh thạch chuẩn bị đã lâu, khi nào lại để cho Thiến Thiến tẩu thoát được, nên tay phải y giơ quạt lên chống đỡ thế kiếm của đối phương, tay trái vẫn không thay đổi, vẫn nhắm ngực nàng công tới. Lúc ấy mọi người mới biết là nguy tai, Thương Nguyên, Âm bà, bài Sử lão nhân ba người vội dùng quyền, dùng trường nhắm sau lưng canh thạch tấn công luôn. Nhưng đã chậm một bước rồi, mọi người đã thấy Thiến Thiến không sao thoát được tai ách của thế trường ấy. Ngờ đâu, trên không bỗng có một cái bóng đen đâm bổ xuống, nhanh như điện chớp nhắm hai mắt của canh thạch vồ luôn. Canh thạch giật mình đến thót một cái, đưa mắt liếc nhìn mới hay đó là con chim ưng đã bị mình dùng ám khí đả thương, đang nhắm hai mắt mình tấn công tới. Bất đắc dĩ y phải thâu trưởng lại, xoay người một cái dùng quạt điểm vào thân con chim luôn. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu oác, con chim ưng đã bị thương sẵn, bây giờ lại bị quạt của canh thạch điểm trúng, thế là xương gãy thịt rơi, rớt ngay xuống đất. Tuy vậy, cái khăn ở trên đầu của canh thạch cũng bị nó lôi mất, đầu bù tóc rối nên y không còn mặt mũi nào ở lại đó nữa, liền dầm chân mỗi cái phi thân bỏ đi luôn. Hàn Thiến Thiến vừa hoàn hồn xong thấy canh thạch đã bỏ đi rồi, nhưng con chim ưng vừa cứu mình thoát chết thì đã nằm chết ở dưới đất bùng thùng một cái lỗ lớn, máu chảy lênh láng trông rất thảm thương. Hàn Thiến Thiến vội chạy lại cầm cái xác của con chim mà khóc bù lu bù loa. Thương Nguyên thấy con chim ưng dám hy sinh tính mạng để cứu chủ cũng lấy làm thương tiếc, ai nấy đều bùi ngùi im lặng không nói nửa lời. Hàn Thiến Thiến tay cầm xác con chim ưng vừa khóc vừa lẩm bẩm nói. Ưng nhi ơi, chỉ tại ta mà mi phải chết một cách thảm khốc như thế này. Lúc ấy, Thiên Tứ đã được Tứ Hải Thượng Nhân giải huyệt cho và chàng đã được trông thấy mọi việc vừa xảy ra, nên chàng cảm khái nói. Thực không nghĩ con chim ưng này lại trung thành với chủ nhân đến như thế. Giữa người với người mà cứ hay mưu tính giết hại lẫn nhau, có lúc cũng không bằng một con cầm thú. Hàn Thiến Thiến vừa khóc vừa nói. Nó vốn dĩ là con chim ưng do Ngụy Cục Chủ ở Kim Ưng Tiêu Cục nuôi. Lần trước ở Lan Châu, Ngụy Cục Chủ bị Thiết Diện Điểu Trảo giết chết, nhờ nó mà đưa được chúng tôi tới tận xào huyệt của Thiết Diện Điểu Trảo. Biết thế này thì lúc ấy tôi thả nó đi để cho nó bay luôn ở trên không có phải. Âm bà cũng thở dài nói. Con chim này thấy chủ nhân chết nó kêu la rất ai oán, não nùng không chịu rời xác chủ nhân nó. Bây giờ vì cứu Thiến Thiến mà tính mạng của nó cũng mất nốt, đủ thấy linh điều trọng tình nghĩa như thế nào. Hà, đáng tiếc, nó lại chết ở trong tay Triệu Canh Thạch. Mọi người thở than một hồi, rồi lại cùng an ủi Hàn Thiến Thiến, mãi mới khuyên được nàng nín khóc. Thiến Thiến vừa gạt lệ vừa đào đất chôn con chim ưng có nghĩa ấy. Vân Đạt vừa hổ thẹn, vừa hối hận, vừa cảm khái nói. Thiên Tứ tuy con được trời ban phước rất hậu, một lúc đính hôn với bốn phòng. Nhưng bây giờ người nào người nấy đều chết yểu, chỉ còn lại có Hàn cô nương đây thôi. Sau này con trả thù và làm hết chuyện của giang hồ xong, con nên đem cô ta về Kim Toàn Viên mà ở. Nay Thiến Thiến đã mất thì tất nhiên con là chủ nhân của Kim Toàn Viên rồi. Ông ta đã nói được những lời lẽ ấy đủ thấy đầu óc đã tỉnh táo và nói đến câu sau cùng, hai dòng nước mắt đã nhỏ xuống hai bên má ròng ròng. Thiên Tứ cũng ứa nước mắt ra đáp. Xin đại nhân cứ khoan tâm, tiểu tế với Thiến Thiến đây vẫn là con của đại nhân. Chúng con sẽ hầu hạ đại nhân cho đến lúc trăm tuổi. Vân Đạt nói tiếp. Khỏi cần, lão phu sẽ từ đây một thân một mình ngao du thiên hạ, chân trời góc biển để cho tàn cuộc đời này. Bây giờ các ngươi hãy theo lão phu đi. Rồi ông ta đi trước dẫn đường, đưa mọi người tiến thẳng về phía bắc. Khi qua thành đô, Tôn Mộng Công nhất định mời các người ở lại chơi vài ngày, nhưng khi Vân Đạt trông thấy xác của con gái mình trở nên già nua như vậy, không sao cầm lòng được, khóc lóc một hồi rồi đòi lên đường đi ngay.
Thiên Tứ van lơn mãi cũng không được, đành phải gửi xác của Doãn Ngọc ở nhà họ Tôn, còn mình với Hàn Thiến Thiến và Hoa Thương Nguyên đi theo Vân Đạt để tìm kiếm xem Hoa Thiến Thiến sống chết ra sao. Lục Như cư sĩ, Tứ Hải thượng nhân với vợ chồng Bài Sử lão nhân thì ở lại nhà họ Tôn đợi chờ. Xác của Trương Thiến Thiến thì khâm liệm vào quan tài đặt trên lưng con Ngân Ngưu trở đi. Bốn người với con Ngân Ngưu đi khá nhanh, chỉ một ngày một đêm đã quay về tới thị trấn nho nhỏ ở cạnh bến đò Đào Hoa ngay. Ăn uống xong qua loa rồi, Vân Đạt dẫn mấy người đi qua Sa Kiều để đến chỗ vực thẳm. Thương Nguyên biết nơi đây là chỗ chôn thân vùi xác của con gái mình, tuy trong lòng rất đau đớn, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Ông ta ngó đầu nhìn xuống bên dưới thấy vực thẳm sâu muôn trượng, bên dưới có ánh nước lóng lánh, hiển nhiên là một cái đầm. Ông ta rầu rĩ nghĩ bụng. Vực thẳm sâu như vậy đừng nói là người, dù là một hòn đá lớn rớt xuống cũng bị vỡ tan tành. Xem như vậy Thiến Nhi thế nào cũng chết rồi chứ không sai. Ông ta đưa mắt nhìn trộm Vân Đạt thấy thái độ của vị hầu gia này cũng rất rầu rĩ và vẻ mặt cũng rất hổ thẹn hối hận. Thiên Tứ kiếm một tảng đá lớn giơ tay lên, đứng ở chỗ vị trí mà Vân Đạt đã đẩy Hoa Thiến Thiến xuống và bắt chước dáng điệu của Vân Đạt ném hòn đá ấy xuống vực thẳm, rồi chàng lắng tai nghe tốc độ của hòn đá ấy rơi xuống. Nửa tiếng đồng hồ sau, chàng mới nghe thấy bên dưới có tiếng kêu, bộp, trái tim của chàng cũng hầu như rớt xuống dưới đó. Chàng đã nhận ra bên dưới có cái đầm sâu không thấy đáy và chắc Hoa Thiến Thiến bị ném xuống thế nào cũng hung nhiều lành ít. Tuy vậy, chàng vẫn còn ôm ấp chút hy vọng mà nói với Thương Nguyên rằng tiểu tế muốn xuống dưới đầm xem xét thử xem có tìm thấy chút di vật gì của Thiến muội đem về làm kỷ vật mãi mãi không. Thương Nguyên rầu rĩ gật đầu đáp, cũng được nhưng con phải cẩn thận đừng có mạo hiểm. Thiên Tứ liền dặn Thiến Thiến ở lại trên núi với hai ông già, rồi chàng vội tìm đường leo xuống dưới vực thẳm. Vực thẳm ấy sâu hàng ngàn trượng, tuy Thiên Tứ có võ công rất cao siêu, nhưng vẫn phải tốn sức cửu mưu nhị hổ mới lần mò xuống tới được cạnh đầm nước. Nhưng chàng thấy nước của cái đầm ấy giá lạnh vô cùng, trên mặt đầm hình như có một làn băng mỏng. Chàng mò tay vào nước thử xem cũng phải vội rụt tay lại, vì nước đầm lạnh buốt thấu xương. Thấy thế chàng lại rầu rĩ thất vọng thêm và nghĩ bụng. Dù Hoa Thiến Thiến có rớt xuống dưới đầm mà may mắn không chết đi nữa thì cũng bị nước đầm lạnh giá này làm cho chết cóng chứ không sai. Trên mặt đầm không có một cái lá khô hay một còng cỏ nào nổi lênh đênh cả, nước đầm xanh đến nỗi đen sì và sự im lặng như một cái đầm chết vậy. Nghĩ ngợi giây lát Thiên Tứ liền dở khinh công ra chạy quanh một vòng. Vừa đi chàng vừa cẩn thận quan sát từng tí một nhưng vẫn không thấy vết tích gì cả. Chàng đành phải rầu rĩ quay trở lên. Thương Nguyên vừa thấy chàng lên đã vội hỏi. Tình hình bên dưới ra sao? Thiên Tứ lắc đầu thở dài đáp. Nước đầm đã đông lại lạnh buốt như băng, dù là chim chóc rớt xuống cũng không thể sống được huống chi là người. Hai mắt đỏ ngầu Thương Nguyên hỏi tiếp. Thế có tìm được vật gì ở dưới đó không? Thiên Tứ lắc đầu đáp. Cái gì cũng không có, ở xung quanh đầm không thấy mọc một ngọn cỏ nào thì dù có di vật cũng bị chìm xuống dưới đáy nước rồi. Vân Đạt bỗng thở dài một tiếng rồi xen lời nói. Lão phu lỡ tay đả thương lệnh ái của Hoa Huynh, bây giờ hơi bất cập. Chỉ còn cách là tìm thiết diện điều trảo để trả món nợ máu cho tiểu nữ, lúc ấy lão phu thế nào cũng tìm cách để đền bù lại việc này cho Hoa Huynh. Thương Nguyên vừa cười vừa đáp. Số cháu nó chết yểu mà lão hầu gia cũng là người mất con, vậy xin lão hầu gia đừng có quan tâm đến việc này nữa. Nói tới đó ông ta quay đầu lại gọi Thiên Tứ. Thiên Tứ, chúng ta đi về thôi. Bốn người rầu rĩ rời khỏi vách núi tuyệt đỉnh ấy, tìm đường hạ sơn. Trong lòng người nào cũng nặng trĩu trịch như bị cái cối ngàn cân đè xuống vậy. Bốn người rời khỏi Tứ Xuyên đi lên miền Bắc để vội trở về Kim Toàn Viên. Trương Hầu ra an táng xác con gái mình ở ngoài cửa sổ phía trước khuê phòng của nàng, và ông ta đã tốn vạn lạng vàng để xây ngôi mộ cho con, thật là tránh hoàng lịch sự vô cùng. Xung quanh ngôi mộ chính là cái hồ Kim Toàn mà trước kia Thiên Tứ với Trương Thiến Thiến đã bơi thuyền du ngoạn.
Có ngờ đâu, bây giờ sinh ly tử biệt, mỗi người ở mỗi thế giới khác nhau như vậy, Thiên Tứ trông thấy cảnh cũ không đau lòng sao được. Chỉ có Hàn Thiến Thiến mới tới vườn này lần đầu, trông thấy cảnh sắc của cái vườn đẹp như vậy, lại thêm sơn quang thủy sắc làm cho hai mắt nàng hoa lên, không kịp thưởng thức từng cảnh và du ngoạn từng nơi một, nàng khẽ hỏi Thiên Tứ rằng: nơi đâu là chỗ thành hôn của hai người? Vườn hoa nào là chỗ hai người dắt tay nhau du ngoạn? Nơi đâu là chỗ Trương Thiến Thiến dưỡng bệnh? Nơi đâu là chỗ tân phòng của hai người? Nàng càng hiếu kỳ càng hỏi han nhiều, Thiến Tứ thấy nàng ta càng hỏi han bao nhiêu lại càng đau lòng bấy nhiêu, và hễ đi tới chỗ đất cũ nào mà mình đã du ngoạn rồi, chàng cũng không sao nhìn được hai hàng lệ nhỏ dòng, thất thanh khóc nức nở ngay. Các người ở lại Kim Toàn Viên mấy ngày, vì Trương Vân Đạt đau lòng quá đỗi, không thể lên đường ngay được nên Thiên Tứ, Thương Nguyên và Hàn Thiến Thiến liền cáo từ trở về thành đô trước. Trong khi đi đường, Thương Nguyên cũng như là người đã mất hết tinh thần. Vì vậy Thiên Tứ với Hàn Thiến Thiến nhường cho ông ta cưỡi con Ngân Ngưu, và hai người tuyệt nhiên không dám nhắc nhở đến chuyện của Hoa Thiến Thiến. Đi được ba ngày nữa, các người mới tới thành đô. Ngờ đâu vừa vào tới nhà họ Tôn, ba người thấy các người đều có vẻ lo âu. Mộng Công Cường cười ra nghênh đón ba người vào khách sảnh, và cứ thở vắn than dài hoài. Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi: vì việc gì mà quý vị có vẻ lo âu như thế? Mộng Công Cường cười lắc đầu đáp: không có gì hết, chẳng hay các người đi tìm kiếm Hoa cô nương có thấy cô ta không? Thương Nguyên thở dài, xen lời nói: tiểu nữ phước bạc bị rơi xuống đầm nước sâu muôn trượng, như vậy chắc không thể nào còn sống được. Mọi người kêu ủa một tiếng rồi đều im lặng không nói năng gì hết. Thiên Tứ thấy không khí có vẻ khác lạ, không sao nhìn được bèn lên tiếng hỏi tiếp: chẳng lẽ trong khi chúng tôi rời khỏi thành đô, nơi đây lại có chuyện gì xảy ra chăng? Bài Sử lão nhân mở mồm ra định nói, nhưng Mộng Công đã đưa mắt ra hiệu nên ông ta lại thôi. Mộng Công liền nói với Thiên Tứ rằng: La Thiếu Hiệp hãy chở xác của Doãn cô nương đi cống lai. Lão Phu đã sửa soạn sẵn các thứ cho Thiếu Hiệp rồi, chỉ đợi chờ Thiếu Hiệp về tới là chúng ta bàn cách lên đường ngay. Thiên Tứ thấy Mộng Công nói như thế càng kinh ngạc thêm, và căn cứ sắc mặt của Mộng Công, chàng đoán chắc nơi đây thế nào cũng có chuyện gì rất trọng đại xảy ra, nhưng hình như Mộng Công không muốn nói rõ. Chàng là người nóng tính vội đáp: chuyện đi cống lai không có gì là khẩn cấp cho lắm, nếu lão tiền bối không chịu nói rõ ở đây có chuyện gì xảy ra thì tiểu bối nhất định không đi cống lai vội. Mộng Công cau mày lại: hà tất Thiếu Hiệp phải biết chuyện ở nơi đây làm chi? Tuy nơi đây có xảy ra một chuyện nho nhỏ thật, nhưng đó là chuyện riêng của Tôn Mỗ, Thiếu Hiệp không nên vì việc của Tôn Mỗ mà lỡ mất việc chính của mình. Thiên Tứ nói tiếp: chẳng hay lão tiến bối có thể cho tiểu bối biết qua câu chuyện ấy không? Mộng Công ngẫm nghĩ một hồi, hình như có vẻ e ngại, mãi vẫn chưa muốn nói ra. Bài Sử lão nhân ngồi cạnh đó không sao nhìn được bèn la lớn: thì cứ nói cho y biết đi, đã sao nào? Không sớm thì chầy cũng phải cho y biết rồi. Tôn huynh hà tất phải úp úp mở mở như thế làm chi? Chấm chấm chấm. Mộng Công thở dài một tiếng, mới thủng thẳng nói: sự thật thì việc đó cũng không quan trọng gì cho lắm. Đó là sau khi các người đi khỏi chưa được ba ngày, thì phủ thành đô này bỗng phát hiện tung tích của Thiết Diện Điều Trảo. Cái gì? Thiên Tứ với Thương Nguyên đều giật mình kinh hãi, không hẹn mà nên cả hai cùng thất thanh hỏi như trên. Thiên Tứ vội hỏi tiếp: tên ma đầu ấy hiện thân như thế nào? Bây giờ có biết y ở đâu không? Hiển nhiên tin tức ấy đã làm chàng xúc động, vì vậy chàng muốn biết ngay tung tích của Thiết Diện Điều Trảo ở đâu để mà đi trả thù cho Trương Thiến Thiến và các người. Mộng Công ngừng giây lát lại thủng thẳng nói tiếp: không hiểu tại sao hình như tên ma đầu ấy biết rõ hết mọi hành động của chúng ta. Các người đi khỏi được ba hôm, đêm hôm đó Thiết Diện Điều Trảo lẻn ngay vào trong nhà này để lại một bức thư ở trong thư phòng dọa nạt Tôn Mỗ, lời nói ở trong thư ấy rất ngông cuồng. Thương Nguyên xen lời hỏi: thơ của y nói gì? Bài Sử lão nhân cướp lời đáp:
Tên ma đầu ấy có ý để lại một dấu vết điều trào độc ký và còn để lại một lá thư yêu cầu tôn huynh trong hai ngày đêm sau phải đuổi bọn ta ra khỏi thành đô, cấm không được thâu nạp chúng ta. Bằng không sẽ đối phó với đứa cháu duy nhất của tôn huynh liền. Thương Nguyên nghiến răng mím môi nói tiếp. Tên ác ma ấy đê hèn vô sỉ thật. Tôn huynh khỏi cần phải đếm xỉa tới y, bây giờ chúng ta có rất nhiều cao nhân ở đây, khi nào lại chịu để cho chúng làm tàng. Ông ta chưa nói dứt thì bỗng thấy sắc mặt của các người hơi khác lạ, hình như rất ngượng nghịu, nên ông ta vội ngắt lời không nói tiếp nữa. Tứ Hải Thượng Nhân xen lời nói. Nói ra thì thật hổ thẹn, sau khi tôn thí chủ nhận được lá thư ấy rồi, có lẽ vì thí chủ tôn trọng chúng ta quá nên chỉ cười thôi chứ không thèm đếm xỉa tới. Ngờ đâu, đến đêm ngày thứ năm thì đứa cháu duy nhất quả nhiên đã bị hạ độc thủ. Thiên Tứ kinh hãi hỏi. Có chuyện ấy xảy ra ư? Thế tối hôm đó quý vị có phát giác cái gì không? Bài Sử Lão Nhân hầm hực đáp. Sau khi tôn huynh nhận được lá thư ấy, chúng tôi mấy người vô dụng này đã bàn tán thầm với nhau, định chia làm hai bọn lần lượt canh gác để phòng tên ma đầu hạ thủ. Lục Như cư sĩ với Tứ Hải Thượng Nhân một bọn, Lão Phu với Lão Bà một bọn, suốt ngày đêm canh gác để đợi chờ tên ma đầu ấy tới nộp mạng. Hà, không ngờ, hà, chấm chấm chấm. Thiên Tứ vội hỏi. Sao lại để cho y lẻn vào được? Lục Như cư sĩ đáp. Tối hôm đó, vợ chồng âm huynh phụ trách canh gác nửa đêm trên, bổn cư sĩ với Thượng Nhân phụ trách canh gác nửa đêm dưới. Việc này chúng tôi vốn không muốn cho tôn huynh biết chuyện, cho nên chờ cả nhà đi ngủ rồi mới ra canh gác. Không ngờ, nửa đêm trên do vợ chồng âm huynh canh gác không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng tới nửa đêm dưới, mố với Thượng Nhân tiếp tay đi tuần tiếu xung quanh bổn trạch cũng không thấy có gì xảy ra cả. Cho mãi tới lúc trời sáng tỏ thì bỗng thấy trong hậu trạch bỗng thấy có tiếng vu em kêu la vòng ra và bảo đứa cháu cưng của tôn huynh đã bị tên ma đầu hạ độc thủ, đầu đã lìa khỏi cổ. Thương Nguyên, Thiên Tứ cùng với Hàn Thiến Thiến giận mình đến phát một cái rồi không hẹn mà nên, đồng thanh lên tiếng hỏi. Y lẻn vào trong nhà này bằng cách nào? Lục Như cư sĩ mặt lộ vẻ hổ thẹn đáp. Nếu nhắc tới chuyện đó thì chúng tôi không còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ nữa. Đêm đó rất yên tĩnh, không thấy có một bóng người nào và cũng không nghe thấy một tiếng đồng gì hết. Nếu tên ma đầu ấy có lẻn vào trong nhà này, với võ công của bốn người chúng tôi chả lẽ lại không điều tra ra. Nói tới đó, ông ta ngừng giây lát, thở dài và nói tiếp. Nhưng sự thật lại khiến người ta hết sức bất ngờ. Tên ma đầu ấy dám ung dung lẻn vào trong nhà này như vào trốn không người và lẳng lặng hạ độc thủ mà không ai hay biết gì cả. Thương Nguyên kinh hoàng hỏi. Có thật thế ư, nếu vậy thì kỳ lạ thật. Chả lẽ ma đầu ấy lại có quỷ kế xuất thần nhập hóa và phát động ẩn thân tàng hình? Hàn Thiến Thiến bỗng nghĩ ra một việc buồn miệng nói. Chắc thế nào cũng có nội tặc. Thiên Tứ vội đưa mắt lườm nàng một cái, Thiến Thiến cũng biết lời nói ấy của mình lỗ mãng thực, vội dùng tay bịt miệng, nhưng đã muộn rồi. Nhưng Bài Sử Lão Nhân lại gật đầu tán thành. Hàn cô nương nói rất có lý, tình cảnh này ngoài nội tặc ra thì không ai có thể làm được. Nhưng, ông ta đưa mắt nhìn mọi người một cái, rồi gượng cười nói tiếp. Trong mấy người chúng ta đây ai là thiết diện điều trảo? Tất nhiên tôn huynh không phải rồi, chẳng lẽ lại là Tứ Hải Thượng Nhân hay là Lão Phu và Lão Bà? Ắt thế nào cũng có một người là hóa thân của thiết diện điều trảo. Thấy Bài Sử Lão Nhân nói như vậy, ai nấy đều yên lặng không nói nửa lời. Chương 56, chăm kín thế nào cũng có một hở thành đô hỗn loạn, đêm hiền quần hào. Ông công thở dài một tiếng và đỡ lời. Việc này đã qua rồi thì còn nhắc nhở đến làm chi nữa. Sống chết đều có số hết, như Trương Lão Hầu gia với Hoa Huynh chả đều mất một lệnh ái là gì. Hai vị ấy cũng đều bị tuyệt hậu cả. Tôn mỗ là người rất coi thường chuyện đó, xin quý vị chớ nên vì chuyện ấy mà nghi kỵ lẫn nhau, càng làm cho tôn mỗ khó xử thêm. Lời nói của ông ta rất thành khẩn, không có vẻ gì là giả bộ hết, càng khiến các người hổ thẹn thêm. Thiên Tứ hầm hực xen lời nói. Tôi tạm thời không đi cống lai vội.
Chúng ta phải lợi dụng việc này để đấu phép với tên ma đầu ấy, để xem y có tài ba thần xuất quỷ mật gì không. Mộng Công vội đỡ lời. Không nên vì cái chết của tiểu tôn mà lỡ mất việc chính của thiếu hiệp đi. Ngày còn dài, thiếu gì dịp để diệt trừ tên ma đầu ấy, trả thù cho đứa cháu của mỗ. Thiên tứ chưa đồng ý, trái lại chàng còn hỏi lại bài sự lão nhân rằng. Cây bách thú lệnh địch có ở đây không hà tiến bối? Bài sự lão nhân không hiểu chàng bỗng nhiên nói đến cây sáo ấy làm chi, vội lấy ra đưa trả chàng và hỏi lại. Hiền diệt lấy vật này để làm chi? Thiên tứ vừa cười vừa đáp. Võ công của thiết diện biểu trảo rất cao siêu, muốn thắng y phải trông mong vào cây bách thú lệnh này. Hàn Thiến Thiến không hiểu liền hỏi tiếp. Tại sao? Thiên tứ đáp. Cây lệnh dịch này của bách thú thần quân năm xưa dùng sừng con tê giác ở bắc cực gân của con long hổ, máu của con phượng hoàng rồi hóa luyện thành cao mà chế thành, không những đao kiếm không sao chém nổi mà còn cất ra tiếng long ngâm hổ tiếu đả thương người một cách bất ngờ. Thiến Thiến có vẻ sốt ruột nói tiếp. Tôi hỏi đại ca cây lệnh dịch này có liên quan gì đến việc đánh bại được thiết diện biểu trảo đấy thôi, chứ tôi có hỏi nó làm bằng nguyên liệu gì đâu. Thiên tứ tủm tỉm cười đáp. Hiền muội khỏi cần lo âu, để ngu huynh từ từ giải thích cho hiền muội hay. Trong bách thú nhạc phổ có ba khúc nhạc là tiêu giao dẫn có thể làm cho người ta mê hoặc tâm thần và tiêu tan ý chí, mê hồn dẫn làm cho người ta mê khùng, tàn chi dẫn có thể diệt được trái tim của kẻ địch, thực là những tuyệt kỹ tuyệt diệu thiên hạ. Mọi người thấy chàng nói như vậy đều cảm thấy rất hứng thú, nhất là các người đã đích mắt trông thấy bài sự lão nhân chỉ thị có cây sáo đó đã làm cho canh thạch rách áo. Tiếng nhạc ở trong sáo dồn ra quả thực tuyệt diệu. Bài sự lão nhân không sao nhìn được xen lời hỏi trước. Hiến diện đã luyện thành công ba khúc nhạc phổ ấy chưa? Thiên tứ đáp. Vì không muốn dùng tiếng âm nhạc giết hại sinh linh cho nên tiểu bối chỉ có học khúc tiêu giao dẫn thôi. Nhưng bây giờ muốn đối phó với thiết diện biểu trảo và muốn thắng y thì phải luyện cả hai khúc kia mới được. Đêm nay tiểu bối định đi ra ngoài ngoài ô, chỗ vắng người luyện tập nốt hai khúc nhạc phổ kia để chuẩn bị so tài cao thấp với tên ma đầu ấy một phen. Thiến Thiến nghe nói cả mừng. Nếu vậy thì hay quá, đêm nay đại ca cho tiểu muội đi theo với, để nghe xem nhạc phổ ảo diệu như thế nào. Thiên tứ nghiêm nghị đáp. Sở dĩ ngu huynh phải đợi chờ tới lúc đêm khuya canh vắng đi ra ngoài ô chỗ vắng vẻ để luyện tập chỉ vì nhạc phổ ấy chuyên môn đả thương tâm thần của người. Hiền muội không nên đi theo để khỏi bị ảnh hưởng bởi nhạc phổ. Hàn Thiến Thiến thè lưỡi ra, nói tiếp. Ủa, lời hại như thế ư? Nếu vậy tiểu muội không đi nữa, đại ca đi luyện tập một mình vậy. Mong đại ca sớm thành thục, để thắng tên ma đầu thiết diện biểu trảo mà trả thù cho họ Trương với cháu của tôn lão tiền bối. Bọn thương nguyên các người đều mừng rỡ, tuy các người võ công rất tinh thâm và đều là cao thủ giang hồ, ngày thường đã nghe người ta nói dùng âm nhạc khắc địch, nhưng chưa hề trông thấy bao giờ. Còn Mộng Công các người mới quen biết thiên tứ, nên vẫn còn bán tin bán nghi và không tin tuổi trẻ như vậy mà có công lực sao siêu đến như thế. Chiều tối hôm đó, mọi người ăn cơm xong, thiên tứ liền gọi Hàn Thiến Thiến ra chỗ vắng vẻ khẽ hỏi rằng. Theo sự nhận xét của hiền muội thì vụ thảm án nhà họ Tôn này hiền muội đã nghi ngờ ai? Thiến Thiến ngơ ngác đáp. Thiết diện điếu chảo chứ còn ai nữa? Thiên tứ lại hỏi tiếp. Thế sao hiền muội bảo thế nào cũng có nội tặc, chả lẽ thiến muội đã phát giác người nào khả nghi chăng? Thiến Thiến đáp. Tiểu muội nghĩ cha nuôi cùng các người đã canh tuần suốt đêm, giới bị nghiêm nghị như vậy, tại sao thiết diện biểu trảo còn lẻn vào được để hạ độc thủ như thế? Vì vậy, tiểu muội mới nghi ngờ. Trừ phi thiết diện biểu trảo núp ở trong nhà này, bằng không thì không khi nào lại có chuyện kỳ lạ như thế được. Lúc ấy đại ca chả đưa mắt ra hiệu cấm tiểu muội nói trước là gì? Chả lẽ tiểu muội nói sai hay sao? Thiên tứ dùng chân giẫm xuống đất một cái, rồi nói tiếp. Đúng rồi, ngu huynh cũng có ý nghĩ như hiền muội vậy. Và lại ngu huynh còn dám chắc thiết diện biểu trảo không phải là ai xa lạ, mà thể nào cũng là người trong bọn chúng ta. Nhưng y đã hóa trang để trà trộn,
hoặc giả là những người chúng ta nhận là bản thân, chưa biết chừng người đó chính lại là tên ma đầu ấy. Nghe tới đó Thiến Thiến kinh hoàng đến sờn tóc gáy và hỏi lại. Nếu chuyện ấy là thực thì đáng sợ quá, chẳng hay là đại ca đã nghi ngờ là người nào đã cải trang. Thiên Tứ đáp, hiện giờ ngu huynh chưa nắm được bằng cớ, nên chưa dám nói người nào là y cả. Nhưng ngu huynh đã nghĩ ra một phương pháp, may ra có thể khiến tên ma đầu đó hiện nguyên hình. Thiến Thiến cả mừng hỏi tiếp, nếu vậy thì hay quá, chẳng hay đại ca đã nghĩ ra được phương pháp gì. Thiên Tứ đưa mắt nhìn bốn chung quanh một vòng mới biết không ai nghe lóm. Nhưng chàng vẫn dì tai Thiến Thiến khẽ nói. Ngày đêm hôm nay, ngu huynh nói sẽ ra ngoài ô luyện tập hai khúc nhạc phổ tàn chi và mê hồn ấy, là có ý bày sẵn cạm bẫy cho y vào chồng. Nhưng hiền muội thế nào cũng phải giúp ngu huynh một tay mới có thể thành công được. Thiến Thiến gật đầu lia lịa đáp. Thế nào tiểu muội cũng nghe lời đại ca. Chẳng hay đại ca muốn tiểu muội làm gì? Thiên Tứ đáp. Đêm nay khi ngu huynh ra ngoài ô luyện tập, tên ma đầu nghe ngu huynh nói bách thú lệnh địch lợi hại như thế nào, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, thế nào y cũng lẻn theo dõi ngu huynh ra ngoài ô để nghe lỏm. Lúc ấy hiền muội mới bắt đầu hành động. Thiến Thiến hỏi lại. Hành động bằng cách nào? Thiên Tứ đáp. Điều thứ nhất, hiền muội phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, thậm chí người thân như Hoa Bảo Chủ và cha mẹ nuôi hiền muội cũng không được thổ lộ cho các người hay. Thiến Thiến gần đầu đáp. Được, thể nào muội cũng không nói cho ai hay biết hết. Thiên Tứ lại nói tiếp. Điều thứ hai, hiền muội phải điều tra cho rõ, xem người nào ngủ giường nào mới được. Cần nhất là phải dò xét cho kỹ lưỡng đừng có nhận nhầm. Thiến Thiến vội hỏi tiếp. Đại ca nói những người đó là những ai thế? Thiên Tứ cương quyết đáp. Trừ Hoa Bảo Chủ cùng đi với chúng ta ở Kim Toàn Viên về thì không kể, còn những người khác như cha mẹ nuôi, Tứ Hải Thượng Nhân, Lục Như Cư Sĩ và cả chủ nhân Tôn Mộng Công đều đáng nghi hết. Được, thế còn điều thứ ba là điều gì? Thiên Tứ đáp. Điều thứ ba, đêm nay sau canh ba trước canh tư, trong thời gian ấy hiền muội phải cố ý la lớn, bảo phát hiện có người đi qua mái nhà. Cần phải làm thế nào cho tất cả mọi người đều phải thức dậy mới được? Thiến Thiến vội hỏi. Làm như thế làm chi? Thiên Tứ đáp. Hiền muội làm cho các người thức tỉnh hết rồi kiểm soát xem vắng mặt người nào. Ví dụ phát giác tên giáp vắng mặt thì tất nhiên là tên đó đã theo dõi ngu huynh ra ngoài ô. Nói tóm lại, người ấy chính là kẻ đáng nghi nhất. Chưa biết chừng y chính là thiết diện điều trảo hay là đồng đảng của tên ma đầu hóa thân. Thiến Thiến nghe nói cả mừng và đỡ lời. Kế này hay thực, vậy chúng ta cứ theo y như thế mà thi hành. Bàn tán xong hai người lại quay trở về đại sảnh. Lúc ấy Thương Nguyên với các người vẫn đang ở sảnh uống nước và chuyện trò. Mộng Công mới bị mất đứa cháu tất nhiên là không được vui vẻ rồi, nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt mà vẫn gượng cười tiếp khách. Còn Thương Nguyên và mọi người rất thông cảm tâm sự của ông ta, tuy muốn dùng lời lẽ để khuyên giải, nhưng lại sợ càng làm cho ông ta đau lòng thêm. Vì thế ai nấy đều chỉ ngẩn người ra nhìn nhau và nghĩ tâm sự riêng của mình thôi. Cũng vì vậy mà không ai biết nói gì cho phải, tất nhiên không ai còn hứng thú gì chuyện trò nữa. Không bao lâu ai nấy đều chia tay về phòng mình nghỉ ngơi. Chờ trống điểm canh hai rồi, bốn bề yên lặng như tờ, Thiên Tứ mới nai nịt gọn ghẽ cố ý gây tiếng động thực lớn ở trong phòng để cho mọi người biết là mình đi ra ngoài ô đây. Rồi chàng đem theo bách thú lệnh địch phi thân ra khỏi tôn trạch ngay. Suốt dọc đường, chàng không cần phải lén lút gì cả, cứ đường hoàng mà đi ra ngoài thành, và cũng không nhìn trở lại. Thỉnh thoảng chàng vẫn sử dụng thuật thiên thị địa thính, để chú ý đến mọi động tĩnh ở phía sau. Nhưng chàng rất thất vọng, vì mãi cho đến lúc đã tới gần tường thành mà vẫn chưa phát giác là có người theo dõi gì hết. Dưới ánh sáng trăng, Thiên Tứ đứng ở trên tường thành một lát rồi mới nhảy ra ngoài thành. Lúc ấy sắp tới canh ba, ngoài ô rất hoang vu và tĩnh mịch. Chàng liền nghĩ bụng. Chẳng lẽ ta đã đoán sai, hay là tên ma đầu quá giảo hoạt không bị mắc lưỡng chăng?
Chàng cố ý lựa một nơi cạnh một bụi cây rất thấp và ngồi xuống đất trước hết lẳng lặng hành công điều tức một hồi. Một lát sau quả nhiên chàng đã nghe thấy có tiếng áo phần phật rất khẽ từ xa vọng tới và dần dần đi tới gần bụi cây mà chàng đang ngồi. Thiên tứ vội lắng tai nghe kỹ, nhận thấy võ công của người này thực tuyệt diệu. Nếu chàng không định thần lắng tai nghe thì không thể nào biết rõ được, nên chàng vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ, bùng bảo già rằng: hay lắm, quả nhiên ngươi đã mắc hớm ta rồi. Chỉ trong nháy mắt tiếng đồng đó đã dừng lại bên lề bụi cây. Tiếp theo đó trong bụi cây lại có tiếng kêu, xoẹt rất khẽ tựa như chim đầu xuống cành cây và cũng tựa như gió đêm thổi cành cây sao đồng vậy. Nhưng thiên tứ đã hiểu ngay thiết diện điều chảo thể nào cũng lẻn vào trong rừng và đang theo dõi động tác của mình, cho nên chàng rất ung dung làm như chưa phát giác gì cả. Chàng liền từ từ lấy cây bách thú lệnh ra, vừa dùng tay lau chùi, vừa lẩm bẩm tự nói: sáo ơi, cuộc chiến giữa ta và thiết diện biểu chảo đều mong vào ngươi đấy. Tiếp theo đó, chàng lại nói tiếp: chim chóc ở trong rừng này ơi, không phải là ta có ý giết hại sinh linh đâu, nếu tiếng nhạc của ta nổi lên thế nào các ngươi cũng không tránh được tai bay vạ gió. Nhưng vì muốn thắng tên ma đầu giảo hoạt kia thì ta không thể nào mà không giết hại các ngươi được. Nói xong, chàng đưa cây sáo lệnh lên để vào mồm thổi luôn một khúc nhạc rất tao nhã, khiến trong đêm khuy tĩnh mịch ai nghe thấy cũng đều quên hết mọi tục niệm. Khúc nhạc mà thiên tứ thổi đó không phải là tiêu dao dẫn, không phải là mê hồn dẫn mà cũng không phải là tàn chi dẫn, nó chỉ là một điệu nhạc rất tầm thường mà bất cứ nhạc sư nào cũng thổi được. Chàng thổi đi thổi lại bản nhạc ấy mấy lần. Sở dĩ chàng làm như vậy là cố ý kéo dài thời gian để cho Hàn Thiến Thiến ở Tôn Trạch ung dung hành xử. Đồng thời, chàng cũng thêm một ít mánh lưới vào trong nhạc phổ để người nghe lỏm kia khỏi phát giác đã bị mình đánh lừa quá sớm. Thổi xong khúc nhạc cuối cùng đã được nửa tiếng đồng hồ. Thiên tứ tính thời gian lúc ấy mới chỉ ngoài canh ba thôi và cách canh tư còn xa lắm. Chàng định thổi tiếp vài điệu nữa thì bỗng nghe thấy trong rừng có tiếng cười khẩy vọng tới. Tiếp theo đó, chàng đã thấy một cái bóng đen đã nhanh nhẹn tung mình nhảy lên phi thẳng về phía thành. Thiên tứ thấy thế cả kinh liền nghĩ bụng: nguy tai, bị y phát giác cái trò giả dối này rồi, bây giờ ta không thể để cho y về thành được nữa. Chàng vừa nghĩ vừa vội phi thân đuổi theo ngay. Thân pháp của cái bóng đen kia nhanh vô cùng, y chỉ nhảy nhót vài cái đã đi được mấy chục trượng rồi. Dưới ánh sáng trăng chàng thấy y mặc một chiếc áo bào xanh. Khi chạy áo bào kêu, sột soạt và bước đi của kẻ địch nhanh cực độ. Thiên tứ phải dở thân pháp bách biến quỷ ảnh ra để đuổi theo. Một hơi đuổi được 10 trượng, chàng liền quát lớn: thiết diện điều chảo đứng lại. Cái bóng nghe thấy tiếng quát tháo của chàng liền quay đầu lại. Quả nhiên, chàng thấy đối phương có đeo cái mặt nạ sắt thực. Như vậy, y không phải thiết diện biểu chảo thì còn ai vào đó nữa. Thiên tứ gắng sức đuổi theo cho thực nhanh. Chàng vừa đuổi theo vừa lấy bao tay ra hưu ra đeo vào và cầm sẵn ba mũi thoa la thần châm ở trong tay. Bóng đen ấy không ngờ thân pháp của thiên tứ lại nhanh như vậy, y hơi ngạc nhiên liền dừng chân lại và trầm giọng nói: tiểu tử họ La kia ở trên sườn núi cao chọc trời, ngươi đã bị lão phu đánh té, nhưng kể ra ngươi cũng cao số đấy, nên mới sống sót được tới ngày nay. Đêm nay, ngươi gặp lại lão phu thì không còn được may mắn như thế nữa đâu. Thiên tứ để cây sáo lên ngang ngực, mỉm cười đáp: ác tặc kể cho ngươi cũng táo gan thực, dám giết hại đứa trẻ vô tội của nhà họ Tôn, và còn dám theo ta đến đây để nghe lỏm ta luyện bách thú nhạc phổ. Nhưng dù ngươi có xảo trá đến đâu đêm nay vẫn bị mắc hớm ta, nếu là anh hùng hào hớn thì cứ bỏ mặt nạ xuống để xem ngươi là ai. Hình như thiết diện điều chảo hơi kinh ngạc vội lui chéo về phía sau nửa bước. Nhưng chỉ trong nháy mắt y đã hiểu ý liền và đến giờ y mới biết thiên tứ từ lúc bắt đầu tới giờ là cố ý làm trò như vậy để đánh lừa dụ y tới đây. Nghĩ tới đó y bùng bảo giả rằng: nếu vậy chắc ở nhà họ Tôn y cũng đặt sẵn mưu mô gì rồi. Thiên tứ liền quát lớn một tiếng, múa cây sáo xông lại nhằm chiếc mặt nạ của y điểm luôn.
Thiết Diện Điều Trảo đưa song trưởng lên trước ngực, phất mạnh một cái, liền có hai luồng kình phong như bão táp đưa ra, một luồng phong tỏa thế sáo, một luồng thì nhằm dưới hông của Thiên Tứ điểm tới. Một thế hai thức ấy của y sử dụng rất ác độc, đồng thời y thấy Thiên Tứ vừa ngừng chân để chống đỡ y đã phi thân nhảy ra ngoài vòng đầu để đào tẩu. Đã đấu với Thiết Diện Điều Trảo một lần rồi, nên Thiên Tứ biết rõ công lực của y thâm hậu như thế nào. Chàng không ngờ bị đối phương chỉ khẽ phất tay một cái mà đã khiến mình luống cuống cả chân tay lên. Chàng không hiểu thế phất ấy của đối phương sao lại có công lực ảo diệu khôn lường đến như thế. Trước kia chàng đã đấu với y rồi, không thấy kình lực kỳ lạ như vậy bao giờ, nên chàng sực nhớ tới một việc liền nghĩ bụng. Chả lẽ Thiết Diện Điều Trảo đã tham ngộ được võ công ghi trong Nhất Nguyên Chính Khí bí kíp của vị tiền bối cao nhân Lam Sam Thần Long Lý Ngọc Kỳ rồi chăng? Nếu quả thực như vậy, tương lai của võ lâm sẽ bi đát lắm. Vừa rồi, chàng thấy Thiết Diện Điều Trảo dở võ công quái gì ra khiến chàng phải tin công lực của tên ma đầu ấy đã mạnh gấp đôi trước kia và y đã tham ngộ được võ học của cuốn bí kíp nọ thực. Chàng ngẩn người ra suy nghĩ về mấy vấn đề trên, nhất thời cứ để yên cho tên ma đầu ấy đào tẩu quên cả đuổi theo. Một lát sau, chàng mới nhớ tới công việc đang diễn biến ở trong nhà của Tôn Mộng Công, chàng mới vội vàng quay trở về ngay. Khi Thiên Tứ về tới nhà họ Tôn, vừa bước chân vào tới đại sảnh đã thấy Mộng Công một mình tay cầm trường kiếm đang chỉ huy các môn hạ đệ tử canh gác cho gia quyến, còn Hàn Thiến Thiến với các người thì không biết đi đâu không thấy hình bóng của một người nào cả. Thấy Thiên Tứ trở về, Mộng Công hớn hở nói: "Thiếu hiệp về tới thực may quá. Đêm nay Thiết Diện Điều Trảo lại xuất hiện ở trong tệ xá, lão phu đang lo ngại không đủ người để canh phòng sẽ bị y." Thiên Tứ vội hỏi: "Thiến Thiến với các người đâu?" Mộng Công đáp: "Hàn cô nương với các người đang đi đuổi theo tên ma đầu ấy rồi." Thiên Tứ nghe nói trong bụng trách thầm Thiến Thiến là hồ đồ và nghĩ bụng: "Ta chỉ bảo nàng là làm như có chuyện ma đầu tới nơi thực chứ có bảo nàng đuổi theo ra ngoài Tôn Trạch đâu. Như vậy, kế hoạch này của ta có phải là đã tan rã hết không?" Nghĩ tới đó, chàng lại hỏi: "Thế ai đã phát hiện tung tích của tên ma đầu ấy trước?" Thoạt tiên Hàn cô nương phát hiện trên mái nhà có người giả hành đi qua, liền kêu gọi mọi người dậy. Khi lên tới trên mái nhà, các người quả thấy một bóng người dùng khăn bịt đang nhòm ngó trộm, nên các người mới đuổi theo y ngay. "Một người dùng khăn đen bịt mặt ư?" Thiên Tứ lẩm bẩm nói như trên và hỏi tiếp: "Thế Tôn lão tiền bối có trông thấy y không?" Mộng Công đáp: "Tuy Tôn mỗ có trông thấy, nhưng vừa định ra tay thì y đã quay người đào tẩu ngay. Sợ người nhà kinh hoàng, Tôn mỗ mới không cùng các người đuổi theo y." Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi tiếp: "Tôn lão tiền bối thấy y dùng khăn đen bịt mặt hay là dùng mặt nạ sắt?" Mộng Công ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: "Người ấy dùng khăn đen bịt mặt, thân hình bé nhỏ lắm. Mỗ đứng gần y nên trông thấy rõ ràng lắm, không thể nào sai được." Ngẫm nghĩ giây lát, Thiên Tứ lẩm bẩm tự nói: "Ủa, thế thì là thực, người ấy cầm khí giới gì?" Mộng Công đáp: "Trên vai y đeo một thanh kiếm, nhưng không thấy y sử dụng tới thanh kiếm ấy." Thiên Tứ dầm chân xuống đất một cái nói tiếp: "Nếu vậy, người ấy không phải là Thiết Diện Điều Trảo đâu. Chắc y chỉ là thủ hạ của tên lão ma đầu thôi. Hạ tên ấy lại tới vào lúc này, làm hỏng hết kế hoạch của tôi." Mộng Công ngạc nhiên hỏi: "Thiếu hiệp có kế hoạch gì bị người ấy phá hỏng thế?" Biết mình lỡ lời, Thiên Tứ vội đáp: "Không có gì cả, tiểu bối đang luyện bách thú nhạc phổ ở ngoài ô, bỗng cảm thấy trong lòng không yên cho nên mới trở về sớm như thế này. Không ngờ quả nhiên ở nhà có chuyện xảy ra thực." Mộng Công bán tin bán nghi, gật đầu nói tiếp: "Cũng may, chỉ bị kinh hoàng xuông một phen thôi chứ không bị tổn thất gì hết." Hai người đang nói chuyện thì Hàn Thiến Thiến và các người khác đã về tới. Thiên Tứ để ý thấy người nào cũng có mặt đầy đủ cả, chàng thắc mắc vô cùng. Vừa trông thấy Thiên Tứ, Thiến Thiến đã vội nói: "Chờ tới sang canh ba tôi mới lên tiếng kêu gọi." Thiên Tứ thấy nàng nói toạc mưu kế của mình ra vội đỡ lời.
Ngu huynh nghe tôn lão tiền bối nói mới biết sau canh ba mới phát hiện tung tích của địch, nhưng các người đuổi theo như vậy, có đuổi kịp không? Biết mình đã lỡ lời, Thiến Thiến thẹn đến mặt đỏ bừng, ngừng giây lát mới đáp. Không đuổi kịp, nhưng chúng tôi nhận thấy người ấy hình như là đàn bà chứ không phải là đàn ông. Âm bà xen lời nói. Phải, tên ấy mảnh khảnh lắm. Tuy y dùng khăn cột đầu nhưng góc khăn có để lộ mớ tóc dài, nên già này cũng đoán chắc y là đàn bà. Thiên Tứ trầm ngâm nói. Một người đàn bà ư, nàng ta tới đây làm chi? Bài Sử lão nhân cũng lên tiếng. Theo lão phu ước đoán thì con nhỏ ấy thế nào cũng là con gái của Tô Chỉ Toàn chứ không sai. Nhưng nó tới đây làm chi? Ừ, phải rồi, chắc nó lại thừa lệnh tên ma đầu hay Vương Mai tới đây để thăm dò cũng nên. Thư Nguyên thở dài một tiếng rồi nói. Chỉ Toàn là anh em họ ngoại của mỗ, không hiểu tại sao y đang làm trường chủ sung sướng biết bao lại bỗng dưng đi theo tên thiết diện biểu trảo ấy làm chi. Thiên Tứ lắc đầu đỡ lời. Khi ở trong xảo huyệt của thiết diện biểu trảo tại nông trường nọ, tiểu tế đã được gặp Chỉ Toàn với xảo yến. Hai cha con ông ta biết hối hận rồi, nên tiểu tế dám chắc người tới đây đêm nay không phải là xảo yến đâu. Bài Sử lão nhân lại nói tiếp. Không phải là xảo yến, chả lẽ tên ấy lại là Vương Mai chăng? Thiên Tứ nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được người đó là ai. Và lại y tới đây chỉ để thăm dò thôi chứ không phá khuấy gì cả, nên mới càng khó hiểu thêm. Mọi người bàn cho tới trời sáng tỏ vẫn không nghĩ ra được người đó là ai và tới đây làm chi. Sau cùng, ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi. Thiến Thiến vào phòng của Thiên Tứ, vội vàng hỏi. Đại ca đi ra ngoài ô có phát hiện gì không? Thiên Tứ kể lại chuyện của mình cho Thiến Thiến hay, và nói. Tuy đêm nay chưa điều tra được thiết diện biểu trảo là ai, nhưng cũng biết rõ tên ma đầu ấy quả có trà trộn ở trong nhà này thực, nên nhất cử nhất động của chúng ta đều bị y biết rõ hết. Bây giờ y lại luyện thành công pho võ công ghi trong nhất nguyên chính khí bí kíp rồi, vấn đề này mới là đáng sợ. Thiến Thiến hầm hực nói. Chỉ bực mình người đàn bà chết dầm kia lại tới vào lúc quan trọng nhất của chúng ta. Khi giả bộ kêu la xong, tiểu muội vừa mới lên tới trên mái nhà thì đã thấy hình bóng của con nhỏ đấy ngay, trong lòng kinh hoàng liền, nên quên cả để ý xem người nào vắng mặt và người nào có mặt. Vì thế tiểu muội mới làm hỏng cả kế hoạch của đại ca. Thiên Tứ bỗng nghĩ ra được một kế liền nói tiếp. Ngu huynh đã nghĩ ra được một kế rồi nhưng không biết có ăn thua gì không? Thiến Thiến vội hỏi. Ý kiến gì thế? Đại ca thử nói cho tiểu muội nghe xem. Bây giờ chúng ta thử phân tích lại xem. Chúng ta có tất cả là 6 người. Tôn lão tiến bối đã là khổ chủ, tất nhiên không phải là tên ma đầu ấy rồi. Hoa bảo chủ đi với chúng ta ở Kim Toàn Viên về, tất nhiên cũng không phải rồi. Cha mẹ nuôi của thiến muội xưa nay vẫn đi cùng với ngu huynh. Chúng ta hiểu rõ hai vị ấy lắm, nên chúng ta không thể nghi ngờ được. Chỉ còn lại Tứ Hải Thượng Nhân và Lục Như Cư Sĩ, hai người đó là đáng nghi nhất mà thôi. Chúng ta chỉ cần định lại một kế hoạch khác để dò xét hai người ấy, thì thế nào cũng tìm ra được thiết diện biểu trảo ngay. Thiến Thiến hỏi lại. Dùng cách nào mà điều tra được họ cơ chứ? Thiên Tứ đáp. Sáng sớm mai, chúng ta công bố là đem thi hài của Doãn Ngọc đi cống lai an táng. Thiết diện biểu trảo thấy chúng ta bỏ đi rồi, thế nào y cũng ra mặt xòa nạt người nhà họ Tôn, thậm chí y còn hạ độc thủ giết các người là khác, nên chúng ta chỉ đi ra ngoài thành thôi, rồi đêm mai chúng ta lại quay trở về ngay. Ngu huynh với hiền muội mỗi người canh chừng ngầm một người, cần nhất là phải kín đáo đừng để cho họ biết, nghe không? Như vậy chúng ta thế nào cũng tìm ra được ai là thiết diện biểu trảo liền. Ngẫm nghĩ giây lát, Thiến Thiến gật đầu. Phải đấy, ngày mai chúng ta cứ thử làm như vậy xem sao. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ liền cáo từ mộng công rằng nơi đây đã xuất hiện tung tích của tên ma đầu với thủ hạ của y rồi. Linh cữu của Doãn cô nương để ở đây đã lâu, nên tiểu bối muốn ngày hôm nay cùng Thiến Thiến xin tạm cáo biệt để đem linh cữu của Doãn cô nương đi an táng trước cho đỡ áy náy, rồi chúng tôi quay trở về đây ngay, để cùng bàn cách đối phó với tên ma đầu ấy. Mộng công gần đầu tán thành.
Thiếu hiệp nghĩ như vậy rất phải, cứ yên tâm mà đi đi, ở đây có Hoa huynh cùng các vị đại hiệp, chắc tên ma đầu cũng không dở được thủ đoạn gì ra đâu. Tuy Tôn Mỗ là kẻ bất tài, nhưng kết giao với Hoa huynh đã lâu năm. Hoa huynh biết rõ Mỗ lắm, có bao giờ Mỗ lại sợ những thủ đoạn quỷ quyệt của tên ma đầu ấy đâu. Chúng ta phải quyết tâm đấu với y cho tới cùng, mong thiếu hiệp với Hàn cô nương sớm ngày trở về để cùng hợp sức đối phó với bọn chúng. Thiên Tứ vội cảm ơn, rồi từ biệt Thương Nguyên và các người xong đâu đấy mới thu xếp quan tài của Doãn Ngọc cột lên trên lưng con Ngân Ngưu, rồi hai vợ chồng lên đường rời khỏi thành đô ngay. Thiên Tứ với Thiến Thiến đi ra cổng thành phía tây, thủng thẳng tiến về phía Cống Lai. Đi đến chiều đã tới Sùng Ninh, liền kiếm một ngôi chùa gửi tạm quan tài của Doãn Ngọc ở đó, ăn uống qua loa rồi hai người, một cưỡi hươu, một cưỡi Ngân Ngưu trở về thành đô ngay. Ngay chiều tối hôm ấy, hai người đã về tới ngoài thành rồi, nhưng hai người không vào trong thành ngay, mà kiếm một khu rừng nho nhỏ ở gần đó để thả Ngân Ngưu với hươu ở lại ăn cỏ, rồi hai người mới thủng thẳng đi vào trong thành. Khi sắp đi tới cổng thành thấy trời cũng sắp tối rồi. Hai người đang đi vào cổng thành thì bỗng thấy xa xa đang có một đám người hấp tấp đi tới, hình như họ muốn vào trong thành trước khi đóng cổng thành, nên họ đi nhanh như bay vậy. Thiên Tứ đã thấy rõ bọn họ có cả nam lẫn nữ và người nào người nấy đều dở hết tốc lực khinh công ra đi nhanh như gió cuốn, chứ không phải những hạng lục lâm thường. Chàng vội kéo Thiến Thiến đi qua cổng thành để vào trong thành ngay, và vội ẩn núp ở một bên để xem bọn người đó là ai. Một lát sau, bọn người đó đã phi thân tới nơi rồi. Khi vừa gần tới cổng thành, chúng liền ngừng chân lại mà đi như người thường và vội chia nhau thành hai ba nhóm tựa như những người thường thôi và làm như không có nhóm nào quen biết nhóm nào hết. Chúng làm như thế là để lính ở cổng thành canh gác khỏi nghi ngờ và xét hỏi. Thiên Tứ và Thiến Thiến vội nhìn kỹ đám người đó, liền giận mình đến thót một cái. Vì hai người đã nhận ra được mặt của già nửa số bọn người ấy như Bạch Ngàn Minh, Mai Hoa Tiên Cô, Lan Hoa Tiên Cô, cha con chị Toàn, Kim Vũ với Vương Mai vân vân. Bọn người đó có thể nói là toàn bộ thủ hạ và đồng đảng đắc lực của Thiết Diện Điều Trảo, nay chúng bỗng xuất hiện ở thành đô như vậy, Thiên Tứ với Thiến Thiến không kinh hoàng sao được. Chờ bọn chúng đi qua khỏi, Thiên Tứ mói khẽ nói với Thiến Thiến rằng: Thiến muội đã thấy chưa, bọn người này đều tập hợp ở thành đô, mà lại nhân lúc trời tối mới đi vào thành, đủ thấy chúng có giá tâm như thế nào rồi. Cũng may chúng ta quay trở về ngay, bằng không thế nào cũng có sự lôi thôi rất lớn xảy ra. Thiến Thiến hỏi lại: Đại ca bảo đêm nay chúng sẽ đến nhà họ Tôn để hành động phải không? Thiên Tứ gần đầu đáp: Chính thế, sáng nay chúng ta mới rời khỏi nơi đây, thì chiều tối chúng đã tới liền, đủ thấy thế nào xảo huyệt của chúng cũng ở quanh thành đô này. Tiếc thay trước kia chúng ta lại không ngờ đến điểm đó. Thiến Thiến lại nói tiếp: Nếu vậy chúng ta mau trở về nhà họ Tôn, báo cho Tôn lão tiền bối biết để chú ý đề phòng. Thiên Tứ vừa cười vừa đáp: Thiến muội quên là Thiết Diện Điều Trảo ở ngay sát họ hay sao? Nếu chúng ta về báo tin, có khác gì báo cho Thiết Diện Điều Trảo biết là chúng ta đã quay trở lại không? Ngu huynh đoán chắc nếu chúng muốn có hành động gì cũng phải chớ cho tới lúc đêm khuya mới dám ra tay. Bây giờ hãy còn sớm, chúng ta đi kiếm một chỗ nào ăn uống và nghỉ chân đã, chờ khi trời tối hẳn, chúng ta mới quay trở về Tôn Trạch. Thế rồi hai người vào một tửu lâu gần đó ăn uống và đợi chờ. Hai người sắp ăn xong, thì Thiên Tứ bỗng đưa mắt ra hiệu cho Thiến Thiến, rồi vừa cúi đầu xuống vừa khẽ bảo nàng ta rằng: Cẩn thận kẻ đương đầu với chúng ta cũng vào trong tửu lâu này đấy, không nên để cho y trông thấy chúng ta. Thiến Thiến vội nhìn ra cầu thang, quả nhiên thấy chiều canh thạch đang thủng thẳng đi lên. Cũng may lúc ấy trong tửu lâu khách ăn nhậu rất đông, mà hai người lại ngồi vào cái bàn ở chỗ góc lầu và quay lưng ra ngoài, vì thế mà canh thạch không trông thấy. Y cứ ung dung kiếm một chỗ ngồi, rồi gọi rượu và thức ăn tới ngồi nhậu nhẹt. Thiến Thiến khẽ nói: Chỉ mong đây là một sự ngẫu nhiên thôi, chứ tên này võ công cao mà lại xảo trá nguy hiểm cho nên khó đối phó lắm. Thiến Thiến đề nghị: Đằng nào chúng ta cũng ăn no rồi, mau rút lui đi, để khỏi cho y trông thấy.
Thiên Tứ vội khuyên bảo. Không nên, nếu lúc này chúng ta đứng dậy, thì thế nào y cũng trông thấy. Đang lúc ấy, lại có một người nữa ở bên dưới đi lên. Thiến Thiến đưa mắt liếc nhìn trộm, liền kinh hoàng với giọng khàn khàn nói. Đại ca, nguy tai rồi, y đã tới. Thiên Tứ vội liếc mắt nhìn cũng phải giật mình và biến sắc mặt ngay. Thì ra người đó râu dài đến tận bụng, mặc áo màu đen nhưng đã bạc rồi, và chính là quỷ y Doãn Chí Tưởng. Vẻ mặt lầm lì và lạnh lùng, hai mắt sáng như điện. Chí Tưởng vừa lên tới nơi đã đứng ở đầu cầu thang đưa mắt nhìn từng bàn một chứ không chịu kiếm chỗ ngồi ngay. Thiên Tứ thấy thế khẽ bảo Thiến Thiến rằng. Nguy tai, hình như y đã biết chúng ta lên trên này mà đang tìm kiếm chúng ta đấy. Chúng ta phải đi ngay. Nhưng Chí Tưởng đứng ở chỗ cầu thang mà cạnh đó lại có canh thạch nên muốn rời khỏi nơi đó có phải là chuyện dễ đâu. Trong lúc hai người đang phân vân khó xử, thì một tên phổ kỳ đã tiến tới trước mặt Chí Tưởng cúi đầu vái chào và hỏi. Vị lão khách này định xơi rượu hay là dùng cơm, xin mời lão khách lại ngồi bàn này. Y chưa nói dứt lời thì Chí Tưởng đã cau mày lại, dùng tay phất một cái quát mắng. Đừng có nói lôi thôi, lão phu lên đây kiếm người. Tên phổ kỳ bị hất một cái bắn lui ngay về phía sau. Không ngờ lại va đụng phải bàn của canh thạch. Canh thạch liền sầm ngay nét mặt lại, giơ trường lên bổ vào sau lưng tên phổ kỳ một cái, mồm thì quát mắng. Quân này đáng chết thực, ngươi mù hay sao hả? Tên phổ kỳ ấy bị đánh trúng một trường bắn tung lên và đụng mạnh vào vách tường thủng luôn một cái lỗ hổng thực lớn, rớt ngay xuống dưới mặt đường, người nát nhừ như tương. Thế là ở trên lầu liền loạn xạ, những thực khách ở trên đó đều kinh hãi, vội đứng cả dậy la lớn. Nguy tai, đánh chết người rồi. Chí Tưởng lạnh lùng liếc nhìn canh thạch một cái rồi cất tiếng nói. Trưởng lực của các hạ cũng khá mạnh đấy. Canh thạch cũng không chịu lép vế, trợn mắt lên hỏi lại. Cái gì, người cũng muốn thử trường pháp của ta hay sao? Chí Tưởng lạnh lùng trả lời. Các hạ ngông cuồng như vậy, chắc cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi. Doãn mỗ đang muốn lãnh giáo đây. Canh thạch từ từ đứng dậy, xòe cái quạt ra khẽ phe phẩy nói. Triều mỗ xưa nay vẫn ở Hải Tâm Sơn, có một ngoại hiệu nho nhỏ là vô ảnh tú sĩ. Chí Tưởng nghe tới đó bỗng cười ha hả. Ngươi nói như vậy, thì có phải ngươi là triều canh thạch gì đó phải không? Xưa nay canh thạch vẫn tự phụ lắm và rất ghét người ta gọi thẳng tên mình ra như vậy, nên y liền biến sắc mặt bỗng cụp ngay cái quạt lại cắm ở cổ áo ở phía sau. Thiên Tứ khẽ nói với Thiến Thiến tiếp. Hai người sắp đấu với nhau rồi. Đây là cơ hội rất hiếm có, chúng ta phải nhân lúc hỗn loạn này mà đào tẩu mới được. Ngờ đâu, chàng đang định đứng dậy thì nghe một tiếng cười đinh tai và một giọng khàn khàn cất lên. Ha ha, triều canh thạch thì làm gì được ai? Chả lẽ ba chữ triều canh thạch có thể dọa nạt được hay sao? Canh thạch với Chí Tưởng đều giật mình kinh hãi, quay đầu lại nhìn, mới hay ở chỗ vách tường bị thủng đã có một ông già ăn mày đang nhe răng ra mà cười hi hí. Canh thạch cau mày lại suy nghĩ. Sao lại gặp lão quái vật đáng ghét này ở đây thế? Trận đấu ngày hôm nay có lẽ chật vật lắm chứ không sai. Trông thấy ông già ăn mày ấy, Thiên Tứ mới yên tâm, lại ngồi xuống và khẽ bảo Thiến Thiến tiếp. Chúng ta khỏi phải đào tẩu nữa. Có ông ta tới, dù Bạch Ngàn Minh tới đây cũng không sợ nữa. Thiến Thiến ngạc nhiên hỏi. Ông ta là ai thế? Thiên Tứ đáp. Ông ta họ Tiêu tên là Thí Nhân, là một vị lão tiền bối rất hay du hí phong trần. Lúc ấy, Thí Nhân đã thủng thẳng đi tới gần canh thạch, chỉ tay vào mũi tên họ Triều ấy và nói tiếp. Hà Triều lão đệ, sao tính nết của lão đệ không chịu thay đổi tí nào? Tên phổ kỳ ấy có thù oán gì với lão đệ đâu mà lão đệ lại ra tay giết chết y như vậy? Chí Tưởng rất ngạc nhiên và nghe giọng nói của ông ta thì hình như ông ta có quen biết canh thạch vậy. Đồng thời, quỷ y cũng không hiểu ông già này tới đây là địch hay bạn. Quỷ y đang suy nghĩ thì Thí Nhân đã quay mặt lại, trợn mắt lên nhìn và nói.
Sao lão già này lại xấu xí đến thế, người muốn kiếm người thì nói tử tế là đủ, người ta có trả lời lầm đi chăng nữa, người cũng không nên ra tay đả thương người ta ngay như vậy. Những tử khách có mặt trên lầu không ai biết ông già ăn mày nọ ở đâu tới và có thân phận và địa vị như thế nào. Nghe giọng nói của ông ta hình như đang khiển trách Canh Thạch với Chí Tường vậy. Chí Tường hơi ngẩn người ra, vội lui ra sau một bước giơ tay lên trước ngực và hỏi lại. Người là ai? Muốn cái gì? Thí nhân nhún vai cười và đáp. Đừng có gây cấn như thế. Hai người, một là ma đầu, một là ma đuôi, cả hai đều không phải là người tử tế gì hết. Hai người muốn đánh thì cứ việc ra tay đánh đi, lão phu chỉ xem trò vui thôi chứ không giúp ai cả. Thiến Thiến nghe tới đó không sao nhìn được, vội bịt mồm cười trộm và khẽ nói. Ông ta mắng chửi họ như thế rất đúng, cả hai không phải là người tử tế gì hết. Canh Thạch liền biến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chí Tường thì một lúc xanh, một lúc tím, cả hai nhìn nhau rồi đều cảm thấy mặt nóng bừng và hổ thẹn vô cùng. Nhưng Chí Tường vẫn chưa biết lai lịch và căn bản của ông già này ra sao, nên y vẫn chưa dám đường đột ra tay. Canh Thạch thì đã biết rõ lai lịch của thí nhân rồi, biết mình có ra tay cũng không sao thắng nổi, nên y mới phải chịu nhịn mà đứng yên như thế. Cả hai người cùng có ý nghĩ như nhau, chỉ mong đối phương ra tay đấu với lão ăn mày trước, rồi mình tùy cơ ứng biến, muốn làm ông lão vọng để xem cò với trai mổ nhau mà thâu lợi. Thí nhân đưa mắt nhìn hai người một lượt nữa, rồi bỗng lớn tiếng cười rồi hỏi tiếp. Sao hai người lại không nói năng gì hết thế, muốn đánh thì ra tay đánh ngay đi. Tối hôm nay còn nhiều tấn tuồng hay lắm, lão tới đây xem xong, lại còn phải đi nhà họ Tôn ở đường Đông Đại để xem tấn tuồng khác còn vui hơn đây nhiều. Bên đó có người nhiều, hát hay, các người đừng có làm mất thì giờ của lão nữa. Chí Tường nghe nói liền nghĩ bụng. Tên ăn mày điên điên rồ rồ này, chả hiểu y nói gì. Nếu ta không ra tay tấn công thì thế nào cũng bị tên Canh Thạch kia chê cười. Nghĩ tới đó y vận kình lực vào lòng bàn tay rồi quát lớn. Được, ngươi đã ngông cuồng không coi ai vào đâu hết thì hãy tiếp một chưởng của Doãn Mỗ xem sao. Y vừa quát vừa giơ chưởng lên nhằm ngực thí nhân tấn công luôn. Phần vì Chí Tường chưa biết võ công của thí nhân như thế nào, phần thứ hai là muốn cho Canh Thạch biết tài ba của mình. Nên trường lực này y đã sử dụng đến bảy thành nội lực. Đồng thời, ra tay tấn công xong y lại sợ Canh Thạch đánh lén mình, vì vậy nên y đã vội xoay người tránh sang một bên luôn. Thoạt tiên, hình như thí nhân không ngờ y lại ra tay tấn công mình, nhưng sau thấy trưởng phong lấn át tới, ông ta mới quát hỏi. Ủa, sao ngươi lại đánh khán giả như vậy? Chỉ thấy người ông ta bỗng quay tít nửa vòng, và cũng không hiểu dùng thủ pháp gì mà trưởng lực của Chí Tường như vấp phải một luồng trưởng lực trơn tuột hất chéo sang bên phía Canh Thạch luôn. Canh Thạch thấy thế kinh hãi thầm, vội giơ tả trưởng lên chống đỡ. Trưởng lực của hai người đụng vào nhau kêu đến, bùng một tiếng, Canh Thạch với Chí Tường cùng bị đẩy lùi về phía sau một bước. Các thực khách thấy hai người đã đánh nhau thực sự, ai nấy vội đào tẩu để thoát thân, nhất thời kêu lên hỗn loạn vô cùng. Thi nhân vừa cười vừa nói tiếp. Phải lắm, đáng lẽ hai người phải ra tay đấu với nhau từ trước rồi, trường này ngang tài nhau, không ai hơn ai kém cả. Nào, lại đây hãy tiếp tục đấu với nhau vài trường nữa đi. Nói xong ông ta giơ hai bàn tay nhơ bẩn lên, tay trái kéo Canh Thạch, tay phải lôi Chí Tường. Cử chỉ ấy của ông ta không khác gì coi hai người như hai đứa trẻ lên ba, chứ có coi hai người là hai cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm đâu. Canh Thạch, Chí Tường thấy ông già ăn mày khinh thị mình như vậy đều nổi giận. Không hẹn mà nên cùng hất mạnh tay ra một cái rồi cùng tấn công thí nhân một chưởng. Thí nhân cười ha hả, bỗng chập hai tay lại, người nhanh như điện chớp lui về phía sau. Thế là trường lực của Canh Thạch với Chí Tường bị tay của ông ta lôi một cái lại va đụng vào nhau, kêu đến, bùng, một tiếng nữa, lần này cả hai phải lui đến ba bước và tay đều cảm thấy tê tái. Canh Thạch không ngờ thí nhân lại có thủ đoạn xảo quyệt đến như thế, mà lại chỉ tưởng trong lúc mình tấn công thí nhân, đối phương đã thừa cơ tấn công lén, nên y cười khì một tiếng xông lên tấn công luôn 4-5 trường một lúc.
Chí Tường cũng có ý nghĩ ấy nên không nhường nhịn gì cả, thế là hai người tiếp tục tấn công nhau 4-5 chưởng, một lúc trận đầu trở nên kịch liệt hẳn. Lúc ấy chén đũa, bàn ghế trên tửu lâu bị bay lung tung lên, người chạy loạn xả. Có nhiều thực khách chưa kịp chạy xuống lầu đã bị trưởng lực của hai người va đụng phải bắn vào vách lầu kêu la om sòm. Trong lúc hỗn loạn ấy, Thiên Tứ với Thiến Thiến cũng vội đứng dậy thì bỗng có một cái bóng người lượn qua cạnh hai người, chạy thẳng đến chỗ vách tường bị thủng hồi nãy. Khi người đó đi qua còn khẽ bảo hai người rằng: "Còn đứng xem làm gì nữa, muộn lắm rồi, không nên vì trò vui này mà quên mất việc chính của mình." Thiên Tứ với Thiến Thiến nghe thấy người đó bảo như vậy, liền giận mình kinh hãi, vừa đưa mắt nhìn theo thì bóng người đó đã chui qua lỗ hổng biến mất rồi. Hai người vội đuổi theo. Khi nhảy qua lỗ hổng xuống dưới đường thì lúc ấy trống đã điểm canh ba rồi. Thiên Tứ thấy thế dậm chân một cái và nói: "Muộn lắm rồi, chúng ta phải trở về nhà họ Tôn ngay mới được." Nói xong, chàng vội đi trước, tiến thẳng về phía đông, Thiến Thiến theo sau ngay. Hai người đi được một quãng, đã thấy một cái bóng người như ẩn như hiện ở phía trước, chỉ cách hai người chừng mấy chục trượng và cũng chạy thẳng về phía đông. Thoạt tiên hai người tưởng là thí nhân nên không để ý mấy, nhưng chạy được một quãng. Thiên Tứ bỗng nhận ra người đó thân hình mảnh khảnh, đầu bịt một cái khăn, hình như là một thiếu nữ, chàng vội hỏi Thiến Thiến rằng: "Thiến muội có nhận ra được người đằng trước kia là ai không?" Thiến Thiến chố mắt lên nhìn kỹ rồi khẽ đáp: "Ủa, người này chính là người đàn bà tối hôm qua đã đến nhà họ Tôn thăm dò lén.